học về bốn thiền sắc giới á, thì trước khi mà học cái thiền sắc, bốn thiền sắc giới, thì trong cái thời gian này á, sư sẽ chia sẻ đến những cái bước thiền để mà trước khi bước vào cái giai đoạn của bốn thiền sắc giới, để sau đó trong quá trình giảng dạy không khỏi cần phải lặp lại, để mà chúng ta đó thành tựu bốn thiền vô sắc á, tức là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở xứ và phi tưởng, phi tưởng xứ. Bởi vì bốn cái thiền này đó, nó vượt ngoài các sắc tưởng, cho nên nó là những cái trạng thái vô sắc, rất là khó thành tựu. Mà để đạt được những cái trạng thái vô sắc đó, phải hành giả phải thuần thục bốn thiền sắc giới hoặc là ngũ thiền sắc giới, tức là bốn thiền sắc giới hoặc là ngũ thiền, tùy theo cái người mà họ có thể loại trừ các chi thiền. Có người ta thành tựu bốn thiền sắc giới, có người ta thành tựu tới năm bậc thiền sắc giới. Là người họ tu tập Kasi Đắc trực tiếp họ lên tới ngũ thiền, còn có những người họ tu tập Kasi Na Đất mà theo Anamana họ lên tới tứ thiền thôi là lên tới xả rồi. Nhưng mà ngày nay đó, cái số người mà tu tập trực tiếp lên các Kasi Na đó, đắt lên đó, các thiền thì rất là khó làm được lắm, khó ai đạt được lắm. Đa số người ta phải nương thiền Anamana, thiền hơi thở đó, đặt tâm ở đây, rồi họ đắc lên sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Bắt đầu từ tứ thiền bắt đầu họ tu tập các Kasi Na đó vậy đó. Thì ngày nay tu theo cái lối đó, ở thời Đức Phật cũng vậy. Nhưng mà có rất là số ít người, những người mà ta có căn duyên về các Kasi Na đó, thì người ta không cần qua Anamana luôn, ta luyện thẳng trực tiếp các Kasi Na. Thời nay thì những người đó không còn, ở thời Đức Phật thì có nhưng mà rất là ít. Có lớn người ta tu trực tiếp trong các Kasi Na. Ngoài ra thì đa số những người bên ngày nay thì tu vậy tôi không nổi, phải nương theo Anapana. Anapana lên nhị thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Ví dụ mình những ai tu trực tiếp á, thì bắt đầu từ sơ thiền, họ làm sao làm chủ được năm pháp Wasi á. Wasi ở đây là thuần thục năm pháp, để mà trong cái tầng thiền đó thuần thục, như là khả năng nhập sức này kia đó, ấn định thời gian, rồi nhập sức nó bao lâu, rồi họ thuần thục trong các từng các Kasi Na trong đó, họ thuần thục như vậy đó, thì cái thiền của đó nó của sơ thì nó vững chắc rồi bắt đầu họ xuất ra khỏi cái sơ thiền bắt đầu họ mới nghĩ là những cái sơ thiền này nè, nó là nguy hiểm, nó gần với ngũ dục, nó gần với các giác quan, mà thấy sự nguy hiểm của chi tầm. Tại chi tầm nó dễ hướng ra ngoài lắm. Chi tầm mà nó hướng vô đối tượng thì nó làm kiên cố cho cái nimitta. Còn chi tầm mà nó hướng ra bên ngoài thì nó bắt các cảnh thì dễ là ngũ dục nó sanh lên, nó làm hoại thiền. Do họ thấy sự nguy hiểm của tầm của tứ bắt đầu. Nhưng mà đó những người họ tu tập Kasi Na đó thì họ thấy sự nguy hiểm của tầm, bắt đầu họ khởi cái nimitta. Ví dụ họ khởi nimitta đất đi, hoặc nimitta nước gì đó, họ khởi lên, ví dụ nước trước mặt có cái niệm đất, thì cái nimitta nước, nimitta đất nó nổi lên, nó hiện lên, cái tâm trong sạch mới làm được. Còn chúng ta tâm ô nhiễm nó không bao giờ nó xuất hiện đâu, tại vì họ đã thuần thục sơ thiền rồi đó. Họ xuất ra đó, bắt đầu họ niệm đất là cái miếng tá nó hiện ở trước mặt rồi nè, y như đất bên ngoài, y như cái đất nó là bên ngoài đó, không khác chỗ nào hết trơn đó. Tâm thanh tịnh mới làm được, cái tâm mà nó không còn bị năm triền cái chi phối, tâm không bị ngũ dục chi phối, họ nghĩ đến đất khởi lên liền, thì bắt đầu họ thấy cái sự nguy hiểm của chi tầm, bắt đầu họ khởi cái nguyết tá lên rồi, họ lờ thử cái chi tầm, họ giữ cái tâm định cho vững đi, họ lờ chi tầm, cái họ lờ bỏ, họ giữ cái chi tứ thôi,
Lúc lúc này đó cái nên tá nó đã khởi lên rồi, không cần phải tìm nữa. Họ dán lên cái chi tứ họ giữ đó, chi tứ họ giữ cái ấn tướng đó. Bắt đầu họ cái niệm đất 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 dần dần nó kháng khích, nó tâm đó, nhập vào trong đó. Nó tâm cái nên biết tá chưa có rõ, đừng bao giờ nhập, chừng nào mà nó vững mà nó không có lai chuyển đúng đó. Bắt đầu nó dần dần cái tâm nó áp vào trong đó. Một khi cái niết tá nào mà còn lai chuyển, đừng bao giờ nhập, cái đó chưa đủ sức mạnh, nên nhớ đó. Cái niết tá đó khi nào mà nó đứng vững luôn, nó không lai chuyển nữa. Đó thì cái tâm hành giả chìm vào niết tá đó, bắt đầu nhập vào nhị thiền. Tại vì họ lờ cái chi tầm á, thì lúc đó đó trong chị thiền nó có chi tứ, chi hỷ, lạc và định đó. Bắt đầu họ nhập vào đó, cái ban đầu mà đắc thiền á, họ chỉ đắc được có một sắc na thôi, rồi họ dội trở lại. Bất cứ thiền gì lần đầu tiên đắc á, thì chỉ đắc chỉ sanh khởi một sắc na rồi không có nhập được, bắt đầu nó dội trở lại. Bắt đầu hành giả phải luyện tiếp nữa, luyện cho nó thuần thục, niệm đất 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 vậy đó, dần dần á nó thuần thục rồi nó vững rồi, bắt đầu nhập vào, nó nhập vào mới lâu dài hơn. Nhập vào nhị thiền có tứ hỷ lạc định, thì trong cái nhị thiền đó bắt đầu hành giả đó đó làm cũng thuần thục năm pháp qua si, gọi là năm pháp qua si, làm cho nó viên mãn, làm cho cái thiền đó, nó được như ý, nhập sức tự tại, ấn định thời gian như ý luôn, rồi khơi lại các chi thiền chi bên trong đó, nó đầy đủ sức mạnh của nó, thì cái nhị thiền của nó rất là sâu lắng. Thì từ cái nhị thiền đó đó bắt đầu họ xuất ra khỏi nhị thiền, tức là họ tu lâu dài lắm nha, không mỗi khi một tuần hai tuần cả tháng đó phải thuần thục. Các người họ trong ngày họ thuần thục luôn, rồi bắt đầu họ xuất ra khỏi nhị thiền á, họ thấy cái nhị thiền này đó là nó gần cái sự nguy hiểm của nó đó, là cái hỷ nó còn, cái hỷ nó thô, cái hỷ nó còn thô. Rồi cái họ mới loại trừ dần cái chi hỷ. Họ giữ cái tâm định, tại vì khi mà họ nhập định vô cái nhị thiền á, nó lâu quá đi nhiều lần rồi, thì cái tâm định nó càng thuần khiết. Dần dần họ chỉ giữ cái tâm định thôi, nó cũng vững rồi. Họ thấy cái chi tứ không cần thiết. Lúc đó họ giữ cái lạc thôi. Họ giữ cái lạc. Bắt đầu họ thấy không bị hoại cái ánh sáng của Đế Tá đó. Thì dần dần đó họ tập cho cái định đó, nó thuần thục. Bắt đầu họ nhập vào không có chi tứ. Họ nhập vào trạng thái thứ ba là không có chi tứ. Họ lờ từ từ bước rồi đó. Họ lên tam thiền không có chi tứ. Trong tam thiền nó vẫn có hỷ, mặc dù không có tứ nhưng mà nó vẫn có hỷ. Vẫn có hỷ, có lạ, có định. Cho nên họ loại từng chi á, rất là khó, không phải dễ đâu. Tại vì những cái chi dưới á, do sức mạnh của định đó, sức mạnh định càng vững càng cao thì các chi bên dưới nó yếu đi dần đi, nó vậy đó. Cho nên cái kỹ thuật ở đây đó là hành giả làm sao là hành giả làm sao á, cho nó cái định nó thuần thục, cái định nó càng sâu lắng, định càng vững chắc thì các chi thấp ở dưới đó nó tự dần nó suy yếu, nó thừa thải gì đó, nó thừa thải à. Cho nên á, những người nào mà nhập định không có sâu á, thì thường các chi phía dưới đó, ví dụ chi tầm, chi tứ á, nó bỏ không được. Nếu mà những người đập không sâu á, họ phải giữ hai chi đó nó mới vững cái chi thiền. Mà khi mà vững rồi định nó càng sâu thì các chi dưới, chi tầm, chi tứ tự động nó yếu đi thì họ bỏ rất là dễ dàng. Đối với tam thiền cũng vậy, bắt đầu họ bỏ dần, họ xuất ra khỏi tam thiền, nhưng mà họ phải thuần thục tam thiền mới được nha. Thuần thục viên mãn sâu sắc trong tam thiền thì họ thấy là cái hỷ nó không cần thiết, cái gì đó mới bỏ được. Chứ ngoài ra cái tam thiền mà không có được thuần thục, không được lão luyện thì không thể nào bỏ được cái chi hỷ đâu. Vậy đó, đến một lúc nào đó họ thấy cái thiền của họ đó, tâm định nó kiên cố quá rồi, thì các chi dưới tự động thừa, không cần sử dụng.
Cho nên quý vị mà thấy các chi cho chúng ta, các chi thiền, nó thiền chi mà ở phía dưới đó nó mà chưa bỏ được đó, là cũng đồng nghĩa là cái định của mình nó chưa có sâu. Định chưa sâu, định nó càng sâu á, bên ngoài hoàn toàn không có nghe gì hết, các thức không, nó không có khởi. Ví dụ nhãn thức, nhĩ thức, thân thức, tỷ thức, thiệt thức, nó không có sanh. Bởi vì các thức này đó, nó luôn luôn nó bắt ngũ dục không à. Khi mà ở trong cái tâm thiền á, họ nhập vào cái trạng thái của thiền rồi đó, các thức nó hoàn toàn không có sanh khởi. Ai còn sanh khởi là ngoại thiền liền. Cho nên nó trong cái tâm thiền một khi mà nó thuần thục rồi á, họ xuất khỏi tâm thiền, họ vẫn giữ được cái định của tâm thiền. Mặc dù xuất ra ngoài rồi họ giữ được cái định, nimitta giống cận định, ở cận định đó của tam thiền đó, xuất ra rồi nimitta xuất hiện nè, nó vững vô cùng. Thì họ thấy cái hỷ này nó không cần thiết, họ vẫn giữ được định. Họ giữ được định mà cái, tức là họ bỏ cái hỷ, bỏ lờ đi cái hỷ. Họ giữ cái xả, giữ cái định. Họ bỏ được cái hỷ thì bắt đầu họ nhập vào. Họ nhập vào cái nimitta đó, nó không có hỷ mà nó có lạc, có định, có xả. Đó là nhập vào tứ thiền. Rồi tứ thiền đó, họ bỏ xuất ra khỏi tứ thiền, mà tứ thiền nó thần thục, xuất ra khỏi tứ thiền đó, họ có lờ tiếp tục, họ là cái chi lạc luôn. Họ lờ bỏ cái lạc luôn mà họ thấy định vẫn kiên cố. Nó dần dần nó bắt đầu họ nhập vào cái nimitta tiếp tục, không còn lạc mà xả thôi, xả và dứt tâm thôi, cũng ngủ thiền. Đó, đây là trường hợp mà các người tu kasina trực tiếp. Còn nếu mà đối với người mà tu từ anapana đó, thuần thục anapana rồi bắt đầu họ nhìn cái nimitta đất kìa nè, họ nhìn thấy cái xuất hiện lên liền, tại vì họ có định sẵn rồi. Những người có định sẵn tâm rất là trong sạch, họ chỉ cần nhìn cái bông này, cái nhắm mắt lại là cái bông này xuất hiện ở đây. Còn chúng ta nhìn, ví dụ chúng ta có thể có chưa nhắm mắt lại cũng không thấy nó đâu, do cái người tâm không trong sạch nó bị tưởng chi phối, nó không có rõ cái này. Cho nên người tâm trong sạch ta nghĩ làm sao nó xuất hiện như vậy. Chính vì đó mà cái người mà luyện lên tới ngũ thiền đó, ngũ thiền về kasina đất đó, đi khi mà nhập vô ngũ thiền kasina đất rồi, họ xuất ra vậy nè, họ nguyện không gian này là đất hết, thì không gian ở đây nó biến thành đất đối với vị đó. Vị đó bắt đầu bước đi lên đất. Trong khi đó chúng ta thấy vị này bước ở trên hư không. Đây là gọi là một cái thần thông. Tại vì cái biến xứ đất của vị đó đó, vị đó nguyện, vị đó không còn, tâm không có ô nhiễm, nó trong sạch dữ lắm. Cho nên vị đó nguyện là nó xuất hiện như thật. Vị đó lão luyện về cái biến xứ đất rồi. Vị đó ra bờ sông, vị đó nguyện cái mặt nước này đó là thành đất. Chỉ cần tác ý thôi, cái mặt nước này thành đất, thì nguyên cái mặt nước sông nó trở thành đất đối với vị đó, chứ không phải đối với mình. Đối với vị đó, bắt đầu vị đó đi trên mặt đất, đi qua bờ bên kia, thì chúng ta thấy vị đó đi trên nước, nhưng mà vị đó thực sự là vị đó đi trên đất. Đó, như thế đó, đây là một dạng thần thông đó. Vị đó có thể biến cái không gian rộng mênh mông bên ngoài đó, nó cao như là một cái bậc bằng phẳng ở trên không gian, bắt đầu vị đó đi trên đó, thì chúng ta thấy họ đi trên hư không, nhưng mà thực sự vị đó đi trên đất. Đối với cái biến xứ nước cũng vậy luôn. Họ tu tập cái kasana nước đó, kasana nước bắt đầu họ thuần thục lên tới ngũ thiền rồi, họ xuất ngũ thiền ra hoặc là tứ thiền. Bắt đầu họ nguyện trong đây nè, nguyên không gian chỗ này là nước đối với họ. Sau đó họ nhảy xuống biến mất tiêu, nó chồi lên chỗ khác, ướt nhẹp hết trơn luôn. Nhưng mà chúng ta thấy cái vị này độn thổ, nhưng mà thực sự cái vị này đó nhảy xuống nước. Vị đó nhảy xuống nước, vị đó trồi lên chỗ khác, bắt đầu người nó ướt thật. Một trường hợp ví dụ có những người họ luyện về cái kasina lửa đó, kasina lửa rất là quan trọng. Nếu mà ai luyện được đó, họ có thể áp chế thần thông của người khác. Tại vì cái yếu tố lửa đó, nó có thể điều khiển được yếu tố lửa của trong người của người khác.
Người nào mà bị cái yếu tố lửa đó, người khác control rồi, người khác điều khiển rồi, thì người đó không thể nào vận thần thông được. Cho nên những người nào mà luyện được cái Kasina lửa rất là quan trọng. Người đó là thường thường là khai triển thần thông, người đó thường thường là chiếm ưu thế. Tại vì yếu tố lửa đó nó có thể là, ví dụ như nó có thể điều khiển cái yếu tố lửa trong người khác, làm cho người khác suy yếu lại liền. Con người chúng ta đó, một khi cái lửa mà yếu mà mất đi đó, chúng ta yếu xìu à. Chúng ta mạnh đây do nhờ cái yếu tố lửa. Yếu tố lửa bên trong chúng ta đó, nó nhờ nó co bóp thức ăn, nó làm cho mọi hoạt động nó được khỏe mạnh. Cái người mà họ luyện được Kasina lửa đó, bắt đầu họ xuất ngũ thiền Kasina lửa, họ điều khiển cái lửa xung quanh của họ luôn, lửa của vũ trụ, lửa hư không nè, thì cái lửa đó nó cũng là lửa trong mình, cũng tương đồng với lửa đó của họ. Nó bị họ thu cái lửa đó lại, cái mình cũng yếu luôn. Lúc đó mình không có triển khai thần thông được, người ta ra tay trước rồi, nó vậy đó. Cho nên cái yếu tố lửa nó quan trọng dữ lắm, áp chế được kẻ thù trước đó. Khi mà để tu tập lên các thiền vô sắc á, thiền vô sắc chúng ta không thể nào tu tập trực tiếp vào các Kasina hư không được, không thể nào, phải nương theo các thiền sắc giới, từ tứ thiền hoặc là ngũ thiền, từ đó họ mới qua cái giai đoạn vô sắc. Nhiều người không có biết đó, tạo cái hư không, không gian đây, ví dụ như họ ngồi ở trong một cái phòng kính đi, cái họ khoét một cái lỗ tròn này nè, họ nhìn ra không gian đó, mới đầu họ niệm cái hư không, tu cách này không bao giờ đắc định được, bởi vì cái hư không ở đây đó không có làm cho vị đó lên tới đắc lên sơ thiền được. Cho nên đó, phải tu tập các Kasina, rồi từ đó lờ cái nibbitta về Kasina đó, mới đầu nó còn lại cái hư không. Một lát nữa học cái bài đó sẽ nói. Bây giờ á, chúng ta vô cái học bài đi ha. Bây giờ ta xin giới đi. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanggang saranang gacchami. Duttiyam bi buddhang saranang gacchami. Duttiyam bi dhammang saranang gacchami. Duttiyam bi sanggang saranang gacchami. Tatiyam bi buddhang saranang gacchami. Tatiyam bi dhammang saranang gacchami. Tatiyam bi sanggang saranang gacchami. Tisaranagahanang paribunang Banatibata veramani sikha padang samadhiyami. Adinadana veramani sikha padang samadhiyami. Kame sumecha chara veramani sikha padang samadhiyami. Musavada veramani sikha padang samadhiyami.
Sura me rajamacha pa ma datha na ve ramani sikha ba dang samadhiya mi. Ima ni bancha sikha bada ni sa tu kang katoa apapma de na ni chaka lang sama rakhitabang. Sile na sugatin janti sile na phogasam bada sile na niputin janti tasma silang viso thaye. Khi mà hành giả đó tu tập về về sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền hay là đối với bốn thiền vô sắc cũng vậy, phải làm sao á, phải khéo tu tập cái nimitta đó. Nimitta ở đây đó nó có ba loại nimitta. Ví dụ như là đầu tiên là cái sự chuẩn bị, ví dụ cái nimitta mà nó chuẩn bị, ví dụ đối với cái anapana đó thì nó có một cái gọi là cái nimitta gọi là parikamma nimitta. Thường thường là nó có những cái màu trắng lơ lơ nhẹ nhẹ đó, đa số cái này ai cũng có, nó gọi là cái mà chuẩn bị tướng, những cái tướng mà chuẩn bị đó, nó có những cái biểu hiện đó. Ví dụ như đối với cái casino mà đất đó, thì thường thường ta thấy cái parikamma nimitta đó nó cũng hơi nó chưa có rõ, đôi khi nó mất, đôi khi nó hiện, đôi khi nó mất, đôi khi nó hiện. Cái trường hợp đây đó là đối tượng ban đầu, đối tượng ban đầu thì cái tâm bắt đầu á, bắt đầu thực hành trên cái nimitta đó. Rồi cái nimitta tiếp theo đó là gọi là utgaha nimitta, tức là cái tợ tướng á, nó rõ hơn. Ví dụ đối với cái thiền mà Adamana đó, thường cái mà cái tợ tướng của nó đó, nó xuất hiện một cái ánh sáng. Ánh sáng có thể là lúc đầu nó rộng như thế này, nó rộng và từ từ nó thu nhỏ lại, thì cái đó cũng gọi là utgaha nimitta thôi. Còn cái nimitta, loại nimitta mà nó tâm mà nó còn nó định tốt đó thì nó gọi là patigga nimitta, tức là cái nimitta đó nó vững chắc, nó kiên cố, nó gần kháng kích với cái điểm xúc chạm. Đối với thiền mà Bhattavi cũng vậy luôn á, thì cái nimitta đó nó sẽ gần với, nó rõ y như cái kasina bên ngoài luôn đó. Cái đó gọi là cái ấn tướng nó xuất hiện á, nó rõ như thật bên ngoài. Cho nên đối với bất kỳ thiền định nào, hành giả cũng luôn luôn phải luyện cái đó. Bắt đầu đối với thiền vô sắc cũng vậy luôn. Thiền vô sắc thì cũng có ba loại nimitta, nhưng mà nimitta nó khác. Thì khi mà hành giả đó tu tập từ tứ thiền hoặc là ngũ thiền sắc giới đó, muốn qua cái thiền vô sắc đó, thì hành giả phải thuần thục, ví dụ như phải thuần thục ngũ thiền hoặc là tứ thiền sắc giới. Thuần thục ở đó là phải thuần thục năm pháp vasi. Pháp vasi thứ nhất gọi là avacchana vasi phá quá, tức là hành giả có khả năng quán triệt các chi thiền, các thiền chi á. Thiền chi á, làm sao mà ví dụ như lên tới ngũ thiền rồi thì cái chi thiền của nó đó lúc này là sao, là xả và nhất tâm. Thì làm sao quay hai chi đó cho nó vững chãi, thật là vững. Rồi tiếp theo nữa là gọi là Sammabacchana Vasi phá quá, tức là hành giả có khả năng mà thuần thục nhập cái bậc thiền đó. Ví dụ như tứ thiền hay ngũ thiền đó, nhập sức, phải thuần thục, nhập nó nhanh lẹ. Ví dụ như thời gian ấn định đó, chúng ta có thể là cái người mà ta luyện lúc đầu ta có thể mất nửa tiếng đồng hồ mới nhập vào, khi mà từ từ 15 phút, từ từ 10 phút nhập vào, từ từ 5 phút nhập vào, từ từ trong vòng 1 phút nhập vào, từ từ trong vòng 30 giây, từ từ trong vòng 10 giây, tức là cái khả năng mà nhập sức thuần thục, nhập sức phải thuần thục như vậy đó.
gọi là nhập xuất tự tại đó. Đôi khi á, xuất ra khỏi tứ thiền, nhập vào tứ thiền, xuất ra khỏi tứ thiền, nhập vào tứ thiền, khả năng như vậy đó. Thường thường đó, là những người nào mà thuần thục như vậy đó, thì những người này đó, cái khả năng mà vận chuyển thần thông nó rất là nhanh. Còn cái người nào mà nhập sức mà mất hết 5 hay là 10 phút mới nhập được, thì người ta nhập vào, người ta dùng thần thông, người ta đánh mình chết rồi. Cho nên đó, người nào mà nhập thần thông, nhập sức thì nó nhanh lẹ đó, thì người đó mới gọi là đệ nhất thần thông. Ví dụ như Ngài Bục Kiền Liên á, Ngài chỉ cần khởi một cái lên tứ thiền, khởi một cái chuyển qua ca si ná khác, tức là chớp một cái là qua ca si ná khác, tứ thiền nó lẹ như vậy đó. Cho nên Đức Phật Ngài mới xếp Bục Kiền Liên là đệ nhất thần thông. Chứ ra ngoài đó, đối với ngoại đạo đó, chờ một chút tôi nhập thiền cái đã, bên kia là nó quýnh mình chết rồi. Đó, cái thứ ba đó, tức là cái pháp Vassi thứ ba là sao? Là Atthithana Vassi Phá Quá, tức là hành giả có khả năng thuần thục phát nguyện cái ấn định thời gian trong cái bậc thiền đó. Ví dụ như hình như mình nguyện cái bậc thiền này á, trong vòng 5 phút, hay là trong vòng 1 tiếng, hay là trong vòng 1 ngày, hay là trong vòng 2 ngày, thì nhập vào cái đúng như ý của mình, đúng thời gian xuất luôn. Ví dụ như mình nguyện nhập vào 1 tiếng đồng hồ, thì đúng 1 tiếng đồng hồ xuất ra. Ví dụ tôi nguyện nhập vào cái thiền này trong vòng 2 ngày, đúng 2 ngày tự động xuất thiền ra. Quay lực như vậy đó. Hoặc là nhập vào trong một khoảnh khắc xuất ra liền, nhập vào xuất, nhập vào xuất. Cắt thiền đó phải là lão luyện. Lão luyện mới có thể là vận dụng thần thông như ý được, nếu không là thua. Tại vì á, đối với con người chúng ta đó, nếu mà chúng ta nhập thiền mà không có nhanh nhẹn đó, chúng ta không có thể đi lên các cõi trời hoặc là xuống Long Cung để mà giáo hóa họ được đâu. Tại vì bản chất của loài rồng đó, họ có thần thông, chủng loại thần thông, nó không cần phải nhập xuất thiền, nó có thần chủng loại, nó có, nó nghĩ là nó hiện thông, nghĩ là hiện thông. Chư thiên cũng vậy luôn, phạm thiên cũng vậy luôn, nên là những loại chủng loại thần thông. Ví dụ như ngài Atula chủng loại thần thông, cho nên nó không cần nhập thiền. Còn mình đó, mình muốn đi giáo hóa họ, mình phải thuần thục trong một sát na, phải là chuyển đổi nhanh lẹn các loại thần thông. Nếu không là đi giáo hóa với họ là thất bại. Ví dụ có một lần Đức Phật á, ngài đi đến giáo hóa con rồng Nanda đó. Con rồng đó nó có thần thông, đại thần thông. Nó quá thân một cái thân hình rất là to, nó phủ một cái đồi núi. Cho nên cái đồi núi đó ban đầu đó, Đức Phật dẫn 500 vị A-la-hán, toàn là những vị thượng thủ không à, đi để mà thu thục cái con rồng đó. Thì từ xa đó các ngài thấy là cái ngọn núi đó có cây, có đền đài rất là rõ. Nhưng mà lát sau á, con rồng nó dùng thần thông nó che lại, nó thấy thân mình nó quấn lại. Thì các ngài nhìn bằng nhục nhãn đó, các ngài nói ủa, lúc nãy thấy nó rõ, sao giờ nó trở thành một giống như mây, nó phủ kín giờ không thấy gì hết đó. Đức Phật ngài mới nói là con rồng đó, nó đang giờ che cái núi lại. Thì lúc đó Đức Phật với 500 vị A-la-hán đó vừa đi trên cái hư không đó, đi lên cõi Tam Bảo Thiên Xá, đi ngang cái đỉnh núi đó. Thì con rồng nó tức mấy vị này đi trên đầu tôi vậy đó. Nó bắt đầu nó tại vì Đức Phật, con rồng đó rất là cương ngạnh, Đức Phật muốn giáo hóa con rồng đó. Con rồng đó nó có thể biến thành người, thành này kia đủ thứ, nó là thần thông, chủng loại thần thông mà. Thì Đức Phật ngài mới sai nghe. Lúc đó các đệ tử ai cũng đòi hết trơn, bạch Đức Thế Tôn cho con thu phục con rồng đó. Đức Phật ngài im lặng, ngài không nói. Hết vị này đến vị kia, ví dụ như ngài Anuruddha, bạch Đức Thế Tôn, con có thể chinh phục cả 1.000 con rồng đó. Đức Phật im lặng. Cái vị khác, tất cả những vị đại đệ tử ngài không cho phép. Bắt đầu ngài mới nói lên, trong khi đó có một Kiền Liên ở đó mà ngài không có lên tiếng. Để lại thần thông mà đâu có lên tiếng. Cái Đức Phật nói Mộc Ca Lan Đa Ná, tức là Bục Kiền Liên đó, người hãy thu phục con rồng đó cho Như Lai. Vừa nói xong thì ngài Bục Liên ngài bay cái vèo tới chỗ đó. Đến cái đó thì ngài Bục Kiền Liên ngài quá là một con rồng to hơn nữa, bao bên ngoài luôn, ép mạnh vô. Thì con rồng nó chịu không nổi. Nó nói ngươi là quỷ thần phương nào đi. Cái ngài mới nói là ta là đệ tử của Đức Phật. Thì ngay lúc đó thì ngài bắt đầu ngài dùng thần thông, ngài đi vào cái bụng của con rồng đó. Đi tới đi luôn, nó đau chịu không nổi. Nó nói là thôi bây giờ tha cho tôi đi.
Nó nói bây giờ thì ngày một riêng, nó nói là thì ông cứ hạ họng ra đi, tôi bay ra. Thì con rồng nó suy nghĩ nè, nó nói nếu mà ông này vừa bay ra khỏi miệng đó thì phun lửa cho ông chết luôn. Ồ, thì khi mà ngày một kiền liên đó vừa bay ra khỏi miệng rồng đó, ngài nhập vào tứ thiền liền. Thì cái lửa nó đốt ngài không có đốt được. Như vậy đó, nếu mà đối với một vị khác đó, cái sát na khoảnh khắc đó không thể nào nhập vào tứ thiền đòi nổi. Đối với một kiền liên vừa thần thông này, thần thông đang bay qua là chuyển qua thần thông khác vào tứ thiền liền. Cho nên nó con rồng nó không có đốt được. Thì nó thấy là đánh húng lợi một kiền liên, nó xin thua, nó mới đầu nó đòi quy y ngày một kiền liên. Ngày một kiền liên nó nói thôi quy y Đức Phật đi, dẫn về Đức Phật. Đó là xin nói do cái cách thuần thục đó, ngài mới giao cái nhiệm vụ đi thu phục con rồng. Chứ mà nói đã đánh mà chờ mấy giây hay mấy phút mới nhập được thiền là nó thiêu rụi chết queo rồi. Cái Vasi tiếp theo là Uttana Vasi Phá Quá, tức là hành giả đó có khả năng thuần thục ấn định thời gian xả, thời gian nhập và thời gian xả. Giống như nãy xin nói rồi, thời gian nhập, thời gian xả. Thời gian nhập làm sao? Trong vòng một giây, hai giây là phải nhập vào như đó. Còn thời gian xả tùy theo mình ấn định, mình có thể là thời gian bao nhiêu tùy theo khả năng của mình. Cái Vasi tiếp theo đó, Vasi đây là sự thuần thục, tức là bách cho bếp khánh ná đó, Vasi Phá Quá, tức là hành giả có khả năng thuần thục quán triệt chi thiền với các tác hành tâm, tức là các khả năng mà nhanh lẹ vẫn chịu vận dụng các nhanh lẹ trên các chi thiền, các thiền chi. Đó là pháp Vasi cần thiết đối với các bậc thiền nào chúng ta cũng phải vận dụng năm cái pháp này cho nó nhu nhuyễn. Nếu không thì chúng ta không thể nào lên bậc thiền tiếp theo. Cho nên đối với ngũ thiền hay là tứ thiền sắc giới đó, khi mà hành giả bắt đầu xuất ra khỏi tứ thiền đó đó, rồi bắt đầu hành giả tu tập. Ở đây là xin nói cho cái người tu Anamana đi, bắt đầu xuất ra khỏi thiền Anamana tứ thiền, bắt đầu tu tập Kasina đất. Kasina đất cũng lên tới tứ thiền. Bây giờ tứ thiền Kasina đất đi. Từ khi mà xuất ra khỏi tứ thiền Kasina đất thì cái biến xứ đất, cái ấn tướng nó xuất hiện trước mặt vậy nè. Nó xuất hiện như nè. Tại vì tứ thiền cái tâm xả, nó xả rất là vững thì cái biến xứ đất nó vẫn xuất hiện đây. Thì cái người đó đó muốn qua vô sắc là như thế nào? Vị đó đó tác ý đến cái không gian á. Vị đó lờ đi cái tướng đất, lờ đi đừng để ý nó. Vị đó dùng tầm tứ tập trung vào cái không gian xung quanh, tập trung vào không gian đó. Thì từ từ ấy, cái biến xứ đất ấy, nó mờ dần, nó yếu dần, nó mất đi. Cái biến xứ đất nó mất đi, tức là cái Patigā, Bhāvī Patigā Nimittā đó, gọi là biến xứ đất. Nó lờ, nó biến mất thì còn lại cái không gian. Giống như là cái cửa sổ chúng ta vậy ha, cái cửa sổ lấy cái màn che lại vậy đó. Rồi chúng ta kéo màn qua một cái là nó là không gian, hiểu không? Cũng vậy, cái người mà ta tứ thiền của Kasina đó, thì lúc đó đó cái biến xứ mà sắc tưởng đó, là cái biến xứ Kasina đất nó nằm ở trước mặt này nè. Mới đọc họ lờ cái tưởng về sắc đó đi, họ lờ cái sắc tưởng, họ buông cái sắc tưởng đó đi, buông sắc tưởng của cái đất, họ buông từ từ, họ lờ từ từ, thì sắc tưởng về ta đất đó nó biến mất, còn lại cái hư không. Đâu phải dễ lờ đâu. Họ tu tập, họ giữ mà họ dùng chi tầm chi tứ tác ý ở trên cái không gian xung quanh đó, mở rộng phạm vi không gian xung quanh, thì từ từ cái biến xứ đất nó biến mất dần, biến giống dần, mà nó biến mất luôn hoàn toàn. Mà hành giả lúc đó tứ thiền của người ta vẫn giữ trong sạch, hoặc là ngũ thiền vẫn giữ trong sạch vậy nè, thì lúc đó chỉ còn cái không gian thôi, cái biến xứ đất mất tiêu. Vậy hiểu không? Thì ngay lúc đó đó nó còn cái hư không, thì hành giả người ta đó mới đầu có niệm Akasa đó. Niệm gọi là Akaso Amanto, hoặc là Akasa Amanta cũng được, hoặc là mấy vị có thể niệm hư không, niệm tiếng Việt cũng được, niệm tiếng Bali cũng được, như nhau thôi. Quan trọng là cái mình hiểu không? Và mình niệm là hư không vô biên. Ở đây đó Akasa là hư không, Akasa Akaso cũng vậy thôi. Còn Amanto ở đây đó là không vô biên, cái vô biên, tức là cái hư không nó vô biên. Lúc đó đó mình thấy cái biến xứ đất nó mất rồi, bắt đầu mình niệm trên
hư không vô biên, hư không vô biên, hư không vô biên. Dùng cái tục đế niệm mà niệm mãi mãi mãi, hư không nó càng ngày càng rõ ra đối với vị đó. Thì lúc này đó, nó cái hư không đó nó vững chắc rồi đó, đầu cái vị đó nhập vào cái hư không đó, nhập vào hư không đó, nó trở thành không vô biên xứ. Họ nhập vào đó đó, đó mở rộng cái không không gian vô tận luôn đó. Đây là cái gọi bậc thiền thứ nhất của thiền vô sắc, gọi là không vô biên xứ. Nhưng mà muốn luyện cái đó đó phải thuần thục cái nimitta đó, parikamma samadhi của hư không, rồi upacchara của cái hư không đó, rồi có abanna của hư không đó. Ví dụ như ban đầu họ thấy cái hư không này nè, bắt đầu họ cứ cái hư không vô biên là cái đó là bắt đầu cái chuẩn bị đó, gọi là parikamma samadhi của hư không. Cái mà cái parikamma hư không đó, họ luôn luôn niệm nha, niệm tiếng Việt cũng được, mấy chị không cần, vị nào không có rành tiếng Bali không cần niệm tiếng Bali, để là hư không vô biên, hư không vô biên. Thì cái chuẩn bị của nó, của cái hư không đó, cái tướng chuẩn bị parikamma đó, nó dần dần nó sẽ hình thành cái hư không nó rõ từ từng bước, do cái niệm của họ duy trì liên tục cộng với cái xả trong đó nữa. Thì họ niệm như vậy đó, thì cái mà khái niệm về hư không đó, khái niệm về hư không gọi là akasa banyati, cái khái niệm về hư không dần dần nó rõ ra đó với vị đó. Nó rõ ra đó bây đó thì bắt đầu họ tiến lên gọi là cận hành. Họ tiến lên cái tâm cận hành hay là cận định đó, tiến dần cái không đó nó rõ dần do cái sự niệm một cách liên tục, gọi là hư không vô biên. Niệm mãi đó, không phải dễ đâu. Lên những bậc thiền này rất là vi tế vô cùng luôn. Cho nên nó cần phải cho niệm hư không vô biên niệm hoài một lúc nào đó, nó đạt đến cái cận hành cận định đó, dần dần mới đầu nó đạt đến dần dần cái hư không đó, nó không nó vững chắc rồi đó, vững chắc bắt đầu nó đi đến gọi là abanna samadhi, đi đến gọi là an chỉ, nó sát, nó gọi là nó không có lai chuyển nữa, nó vững chắc, nó yên. Bắt đầu hành giả bắt đầu nhập vào cái abanna đó thì nó mới đắc gọi là akasa, hư không vô biên, gọi là akasa nancha yatana kusala chitta, tức là kusala chitta hay là kusala chana cũng được, tại tức là cái thiền hư không nè, thiền không vô biên xứ. Khi họ nhập vào đó nó rỗng không, toàn bộ rỗng không, họ không còn cái thân này đâu, chỉ là cái tâm thôi, cái tâm rỗng không vậy đó. Bắt đầu họ mở rộng cái phạm vi đó, nó rộng vô tận luôn. Mở mãi cái hư không là vô biên. Họ cứ nguyện, họ nhập vào rồi, họ cũng để tắc ý đến hư không vô biên. Tức là cái hư không đó mở mãi bao la vô tận. Đây gọi là không vô biên xứ. Cho nên muốn nhập thiền không vô biên xứ, chúng ta phải lờ đi cái niết tá của sắc tưởng, nhớ nha. Chứ không phải như không, chúng ta nghĩ là hư không, không chúng ta nhập vô là vô sắc đâu, cái đó không phải. Cái đó không có được, không bao giờ nhập được. Chúng ta phải nương vào cái tứ thiền hoặc là ngũ thiền sắc giới, rồi lờ đi cái ấn tướng về sắc tưởng, nhớ không? Lờ đi cái đó rồi nó còn lại cái hư không. Nó vậy đó, rất là khó. Tại vì rất là nhiều người không có biết, nghĩ là tu tập các thiền vô sắc á, mình cứ nghĩ là gì nè, mình cứ nghĩ là không trước mặt thôi nè, họ nhập vào, không phải. Tại vì mình sẽ bị những cái tưởng khác chi phối, không có thành tựu được. Mình phải lên tứ thiền, tâm nó mới trong sạch, nó không bị chi phối bởi nhiều cái loại tưởng. Cho nên á, phải thông qua về tứ thiền hoặc là ngũ thiền sắc giới, rồi từ đó lờ cái tưởng về sắc tưởng đó, cái tướng của nimitta, lờ cái đó cho đừng có xuất hiện ở trong cái ấn tướng của hư không. Nó biến mất hoàn toàn đi, còn lại cái hư không gọi là cái akasa banyati, cái tục đế đó, chế định của hư không đó. Cho nên đối với các bậc thiền nào vậy, cho chúng ta làm sao cũng phải đi qua ba cái bước chuẩn bị cận hành, an chỉ,
chuẩn bị là Parikrama, cận hành Upacchara, chuẩn bị Appanna, bậc thiền nào cũng phải ba bước đó chứ đó. Chừng nào Appanna là sao? Khi mà cái ấn tướng nó vững rồi mình biết là đây là đi đến đến mức độ của Appanna, sao mà thấy chuẩn bị là an chỉ vào đó. Khi mà hành giả đó nhập vào cái không vô biên đó, thì hành giả cũng phải làm sao? Phải thuần thục năm pháp qua si, nó vậy đó. Trong cái hư không đó cũng phải là thuần thục năm pháp qua si, nãy chị nói rồi đó. Thuần thục nó, nhập vào, nhập sức, ấn định thời gian rõ ràng, chứ không phải là tiếng mới được nhập vào là chết. Ví dụ lúc đầu mình tu đó có thể là một tiếng mới nhập được, từ từ đó, mình sẽ cố gắng nửa tiếng mới nhập vào, từ từ mình cố gắng 15 phút, từ từ mình cố gắng 10 phút nhập vào không vô biên đó, do cái sự thuần thục của mình. Rồi từ từ mình nhập lâu ngày rồi, các khả năng mà nó lão liệt trong đó đó, thì mình cố gắng là nhập trong vòng 5 phút, trong vòng 3 phút phải được nhập vào, trong vòng 1 phút phải nhập được vào. Từ từ trong vòng 1 phút, từ từ trong vòng 30 giây, từ từ trong vòng 40 cái là phải nhập vào. Nhưng mà hiếm lắm, không phải dễ đâu, đa số mà ngày nay đó ta có nhập được, nhưng mà ta mất khoảng 10 phút, 15 phút mới nhập được. Nhưng mà cái đó là còn yếu lắm, làm sao chúng ta trong vòng 30 giây là rất là giỏi rồi. Trong vòng một sắc na búng một cái là nhập vào không vô biên, thì cái đó mới là siêu. Mấy cái đó có thể là cho đi giáo hóa các chỗ khác được rồi đó. Rồi ngay cả nhập vào rồi mình ấn định cái thời gian xuất nữa. Ví dụ như thời gian xuất càng lâu mới là càng lão luyện, chứ không phải là có người nhập vào rớt trở lại. Cái đó không phải là nhà xuất tự tại đâu nha, do không đủ lực nó tự nhiên tuột ra đó. Thực sự cái sự bám trụ vào trong đó nó càng lâu càng vững là càng lão luyện. Tức là lúc đầu đa số người ta nhập vào có thể là rớt trở lại, rồi bắt đầu người đó phải nguyện là giữ cho lâu dài, có thể lên 5 phút 10 phút nhập vào rồi, làm sao giữ cho nó lâu hơn nữa, 15 phút, 20 phút, 1 tiếng dần dần lên đó, 2 tiếng, 3 tiếng dần dần lên 1 ngày. Dần dần mình nguyện là tôi nguyện nhập vào cái thiền này, xuất ra 2 ngày sau xuất ra. Dần dần mình phải luyện, mình phải nguyện. Rồi dần dần đó, mình nguyện là 3 ngày hay là 10 ngày, 15 ngày hay 1 tháng. Tại những cái thiền này nó không phải là thiền diệt, hiểu không? Cho nên nhập tùy theo cái nguyện lực. Thiền diệt thọ tưởng định á, dù nguyện hay không nguyện trong vòng 7 ngày nó khác nhau. Diệt tọa tưởng định là toàn bộ nó chết hết, nó mất tiêu hết trơn rồi, tâm nó diệt luôn. Còn này cái tâm, còn thiền này đó là tâm nó còn, tâm thức nó còn hoạt động, nó còn bảo vệ cái thân này, cái tâm á. Cho nên cái thiền này nó bồng bảo hộ. Còn thiền diệt đó phải nguyện, ví dụ như nhập vào có chuyện gì xung quanh đó, lửa đến hay nước đến gì đó, thì tự động mình xuất ra thiền diệt đó. Còn cái thiền này đó nó vượt ngoài khỏi đất nước lửa gió, cho nên lửa có đến mà họ cũng không chết nữa, lửa cháy họ cũng còn lại không có cháy được. Thời xưa có một thời Đức Phật có một vị tỳ kheo tu trong rừng đó, nhập vào tứ thiền đó, ngồi cái già lưng thẳng thì nhập cả ngày đó. Đôi khi 2 ngày thì cái ông mà đốn củi đó, ngày ông vô ông nói ủa sao ông bị sa môn này chết rồi, tội quá đi. Thấy ông ngồi đó mấy ngày rồi, thấy ông chết rồi, mới đầu ông chắc củi xung quanh ông đốt. Thật, ông đốt mà tức là cái phạm vi mà cái tứ thiền nó bảo hộ đó, cái y của ông đó, cái phần nào cái y của ông lòi ra ngoài thì cái y đó bị cháy, còn cái phần nào mà trong dính trong thân không bị cháy. Vị đó vẫn nhập tứ thiền, lửa bên ngoài cháy không sao hết trơn. Thì 3 ngày hôm sau đó, vị đó xuất thiền ra, thì vị đó đi bác cái vị này tiều khu đơn, cái vị này bị ông đốn củi đó, ông thấy ủa ngày hôm qua tôi thiêu ông rồi mà sao bên nay thấy ông còn mà y của ông bị cháy lụm dần. Tức là cái phạm vi mà ví dụ như mình ngồi vậy đi, những cái y mà nó bị lòi phía xa cái thân đó, thì nó không được bảo hộ bởi cái tâm, nó bị cháy. Còn cái gì mà trong phạm vi gần với cái thân nó được bảo hộ, nó không bao giờ bị cháy. Tứ thiền nó vượt ra ngoài phạm vi của đất nước lửa gió, cho nên nó đau thương bất nhập.
với điều kiện là nhập xuất tự tại mới làm được nha, chứ không phải nhập vô rớt ra ngoài rồi chém chết liền á. Nhập xuất tự tại tức là cái lợi định nó kiên cố, nó vững, là nó vượt ra ngoài đất nước đổ gió thật sự luôn. Đối với cái thiền mà cái thiền không vô biên này cũng vậy, nó cũng vượt ra ngoài phạm vi của đất nước đổ gió. Cho nên khi mà chúng ta nhập vô càng lâu á, chúng ta phải ấn định thời gian cho nó lâu thì nó mới đúng cái năng lực của mình được. Đa số thì ta nhập vào trong vòng 5 phút, 10 phút, cái đó là rất là yếu, giữ không có lâu dài. Là tức là các chi thiền họ không có khéo léo, họ không có quân tập được nó như ý được, cho nên họ không có giữ lâu dài, thì các chi thiền nó bị quại rớt thiền trở lại, xuất ra khỏi lại trở lại. Nó tiếp theo đó thì cái thiền mà ở cho thiền của không vô biên nó có hai chi gì biết không? Xả với lại nhất tâm định đó, có hai chi thôi. Tất cả các thiền vô sắc đều có hai chi hết, chi xả và nhất tâm. Nhất tâm là ekagata đó, còn xả là upekkha. Cho nên á, khi mà ở trong cái thiền không vô biên đó, thuần tục năm pháp vasi rồi đó, mới đầu bị đó đó muốn tu lên bậc thiền tiếp theo đó, thì bị đó làm cho cái thiền của họ đó nhàm chán đi. Tức là họ nhập lâu ngày rồi, họ thấy cái thiền này đó, họ tự nhàm chán đối với thiền đó, họ nhàm chán dần dần thì bắt đầu cái thiền nó quại dần. Tại vì họ thấy cái sự nguy hiểm của thiền này á, gần với thắc sắc, với sắc tưởng. Họ thấy sự nguy hiểm của nó rất là gần với sắc tưởng á. Tức là cái thiền này đó không vô biên nè, họ thấy là cái thiền này vẫn còn thô so với cái thức vô biên vậy đó. Họ nói cái thiền này nó gần với sắc tưởng, nó gần với thiền sắc giới. Nên họ thấy cái sự nguy hiểm của nó, và bắt đầu họ nhàm chán dần dần á, cái thiền đó nó sẽ, nhưng mà nó thuần thục nó mới làm được nha. Họ thuần thục rồi bắt đầu họ nhàm chán, họ thấy sự nguy hiểm, họ làm cho cái thiền này nó không còn hiện hữu nữa, nó giảm dần, nó diệt mất. Thì khi đó họ nghĩ đến cái gì, cái thức vô biên. Nó diệt xuống rồi bắt đầu cái họ tưởng đến, họ tác ý đến cái thức vô biên. Tại vì khi mà cái ấn tướng của cái không này nè, của không, tức là cái không gian bao la đó, nó vừa mất xuống rồi thì nó còn lại cái gì, cái tục đế thôi, tục đế của hư không nó còn lại, gọi là akasa banyati đó, nó còn lại cái tướng chế định như hư không thôi, nó còn hiện trước mặt của người đó. Thì người này lúc đó đó, người này mới tác ý đến là cái thức nó biết bao trùm đó, cái thức là vô biên đối với cái không đó. Mới đầu họ mới là tác ý lên là thức vô biên, họ tác ý đến cái thức vô biên, tức là họ niệm về Vinyanang Amantang, Vinyanang Amantang, họ nguyện gọi là thức vô biên xứ. Họ tác ý đến cái thức vô biên xứ, tức là cái biết là vô biên, cái biết đối với cái hư không đó là vô biên, hiểu không? Khi mà họ từ trong cái mà không vô biên đi, thì từ cái không vô biên này nè, nó đã diệt xuống rồi, nó còn lại cái khái niệm về hư không thôi. Lúc đó cái thức mới nhận cái hư không này nè, nhận cái hư không này là vô biên đó. Thì bắt đầu họ tắc ý lên cái biết ở trong đó là vô biên. Bắt đầu họ tắc ý lên cái biết là vô biên, gọi là thức vô biên. Thì cái thức vô biên đó nó dần dần á, nó hình thành lên tròn bộ, nó phủ hết cái không gian đó luôn, nó phủ hết cái không gian của cái khái niệm về không vô biên xứ đó. Rồi cái này rất là khó, không phải dễ đâu. Nó nghĩ cái là cái không vô biên xứ này nè, thì cho cái biết nó là vô biên đối với cái không này đó. Khi mà cái biết này một do dần hình thành rồi, thì cái tục đế của cái hư không nó biến mất, nó thay thế là cái thức vô biên. Thức vô biên, cho nên đó cũng phải trải qua ba giai đoạn rồi: Parikamma Pavana nè, Upacara Pavana nè, rồi Appanna Pavana.
Rồi đầu tiên đó, ví dụ khi Parikrama họ cũng nguyện là Vinyanang Amantang, Vinyanang Amantang, hay là thức vô biên, thức vô biên. Đó, họ nghĩ lên cái thức vô biên đó, từ từ bắt đầu cái tâm đó, cái tâm nó càng ngày đó, cái phạm vi vô biên nó càng càng rõ, cái biết đó với cái vô biên, cái hư không vô biên là càng ngày càng rõ ra. Cái tâm thức, cái biết cái không này là vô biên, gọi là thức vô biên. Thì dần dần cái tâm đó đó nó vững chắc ở trong cái không nó rồi đó, nó bắt đầu nó vững chắc rồi, nó đi đến nó gọi là an chỉ, Abhanna và Phabhanna. Đi đến an chỉ dần dần bắt đầu cái khoảnh khắc đó đó, nó có những cái lộ trình nó sanh lên. Thì trước khi từ cái Abhanna đó với cái trạng thái mà chuẩn bị nhập vào cái an chỉ của Abhanna đó, bắt đầu nó có khởi lên, như là nó khởi lên các tâm lộ. Tức là đầu tiên là nó cả cái tâm hộ kiếp đó, nó tâm hộ kiếp, rồi tới tâm hữu phần, tâm hữu kiếp, rồi cái tới hữu phần dứt dòng, rồi tới hướng ý môn, rồi tới chuẩn bị, rồi tới cận hành. Cái đó đối với thiền vô sắc ở trên đó, cái thiền mà không vô biên nó cũng có một cái tâm lộ đó, rồi cái thiền thức vô biên nó cũng có tâm lộ tương tự vậy thôi. Ý nói là cái lộ trình của đắc đó, đắc thiền không vô biên, tâm lộ cũng giống như thức vô biên, tâm lộ cũng giống như nhau, nhưng mà cái mức độ nó khác nhau, mức độ nó thâm sâu hơn, nó cao hơn, nó vi tế hơn, nhưng mà cái lộ trình nó như nhau hết. Bốn cái không vô biên nè, thức vô biên và vô sở xứ, phi tưởng xứ, nó đều có lộ trình nó giống như nhau, lộ trình tâm đắc thiền á, nhưng mức độ khác nhau, ở cái level á nó khác nhau, mức độ mà nó thanh tịnh hơn khác nhau, nhưng mà tâm lộ đều như nhau hết, nó đều là gọi là trải qua là ví dụ như nó đều là hậu kiếp nè, hậu kiếp rồi hữu phần rung động, hữu phần dứt dòng, hướng ý môn, rồi chuẩn bị cận hành thượng thứ, rồi nó bắt đầu nhập tâm thiền đó, tâm thiền nó sanh lên, nó như nhau thôi. Bốn cái đó cái lộ tâm nó như nhau, nhưng mà mức độ của cái tưởng nó khác nhau. Ở trên là không gian, tưởng về không gian, còn cái thiền bậc thiền sau là thức vô biên, tưởng về cái vô biên, nó là tưởng nhưng mà tưởng đúng. Thức vô biên thì trong cái thức vô biên đó, nó cũng có hai cái loại thiền chi là xả với lại là nhất tâm. Cho nên khi mà hành giả nhập vào cái thức vô biên đó, thì hành giả bắt buộc phải thuần thục năm pháp hoa si của thức vô biên, để cho thuần thục cái thiền thức vô biên xứ. Cũng phải ấn định thời gian nhập sức nè, rồi thuần thục hướng đến các chi thiền cho nó thuần thục, khởi lên các chi cho nó thuần thục. Thực sự ở đây nó có hai chi thôi, xả và nhất tâm. Cho nên làm sao họ giữ cái đó cho thuần thục, xả nhất tâm họ giữ. Đôi khi họ giữ xả, đôi khi họ giữ nhất tâm, đôi khi họ phát triển hai cái chi đó cho nó đầy đủ. Cái quan trọng ở đây đó là thường mà thuần thục cái khả năng nhập, thuần thục khả năng xuất như ý đó. Mấy bây giờ thì người nào mà giỏi cái này đó thì người đó mới là giỏi cái sự mà nhập định, xuất định. Cho nên á, mình nhập làm sao mà trong 5 giây, 10 giây nhập vào rất là giỏi. Họ nhập vào thuần thục đến nỗi mà họ có thể khởi đi bất cứ lúc nào. Ví dụ như họ tập ở trong quay ghi ngồi, sau đó tập trong quay ghi đứng, tập trong quay ghi nằm, tập ở trong quay ghi đi. Thực sự đang đi không phải nhập được đâu, nhưng mà đứng lại nhập vào vậy đó. Chứ không phải là chúng ta đó thuần thục năm pháp hoa si này trong lúc ngồi không đâu. Phải tập ở trong lúc đứng, tập trong lúc nằm. Như vậy đó mới gọi là lão luyện. Cho nên đó, ngay lúc nằm vị đó có thể khởi lên cái thiền đó nhập vào. Hoặc là ngay lúc đứng, chứ không phải lúc nào chúng ta ngồi xuống chúng ta mới nhập định được đâu. Họ đó họ là luyện ở trong cái quay ghi ngồi rồi bắt đầu họ cố gắng
luyện ở trong cái quay nghi đứng, rồi cố gắng luyện trong cái quay nghi nằm, rồi sau đó cố gắng giữ nó để luyện trong lúc cái quay nghi đi. Ví dụ như họ đi, họ đang đi đi nè, họ giữ cái tâm thanh tịnh, cái biến tướng trước mặt nè, họ đứng lại bắt đầu họ nhập vào một cái, rồi họ xuất ra bắt đầu họ đi tiếp. Tại vì đang nhập đó, chúng ta không có các thức sanh cho nên á không có đi được, hiểu không? Thân thức nó không có sanh lấy gì đi, cho nên ngay cái khoảnh khắc đó, thường hồi xưa các ngài mà thượng thủ đó, ví dụ như các ngài đi bát đó, các ngài muốn cho cái thí chủ đó cúng dường phước báo như viên mãn thì các ngài nhập vào định ngay lúc ta cúng dường, tâm nó trong sạch. Thì chừng thấy thí chủ chuẩn bị bỏ vô bát đó, họ đứng, các vị đó đứng lại nhập vào định. Nhập vào định tức là vẫn ôm cái bát này nè, một tay ôm bát nè, nhập vào định thì người ta đang bỏ vô bát đó, bỏ xong rồi vị đó xuất ra. Vậy đó, thì đang lúc người ta cúng vậy đó, cái tâm cúng cho cái tâm trong sạch như vậy đó, thì cái vị đó sẽ phước báo rất là lớn, cái người cúng vào đó. Hồi xưa rất là những bậc thượng thủ họ làm vậy đó, họ thấy có những thí chủ mà họ thấy thương xót đó, bắt đầu họ chờ những lúc mà bỏ thức ăn đỏ bỏ vô bát là họ nhập vào, thì nhập vào định. Nhưng mà cái người phải thuần thục trong lúc đi kìa mới làm được. Những lúc chúng ta đi thì chúng ta giữ cái niệm tá trước mặt thôi, giữ liên tục liên tục, chừng nào cần nhập đứng lại nhập vậy đó, nhập sức nhập sức, khủng khiếp lắm đó, đạt tới mức độ đó không phải tầm thường đâu, quá lão luyện luôn. Cho nên đó, những ai mà tự tại trong nhập sức, những người đó sẽ làm chủ được đó, thiền, làm chủ được thần thông. Có những vị mà những vị ví dụ mất thời gian khoảng vài ba phút mới nhập thiền được ấy, thì những vị đó không có xếp vào các hàng thượng thủ đâu, xếp vào những hàng mà cũng đại đệ tử thinh văn mà hạng 80-90 gì đó, những vị mà xuất sắc ấy, xếp trong hàng để nhất đệ nhị đệ tam đệ tứ ấy. Là tức là trong khoảnh khắc người ta có thể nhập rất là nhanh. Cho nên đó, Đức Phật ngài căn cứ vào cái đó ngài sắp xếp ra đệ nhất đệ nhị thần thông. Đệ nhất thần thông là Mục Kiền Liên, đệ nhị thần thông là ai biết không? Ai đệ nhị thần thông là Xá Lợi Phất. Đệ nhất trí tuệ là Xá Lợi Phất, đệ nhị trí tuệ là ai biết không? Mục Kiền Liên. Vậy đó. Nhưng mà thật sự Đức Phật không có ban đệ nhị trí tuệ hay là đệ nhị thần thông. Nhưng mà cái người mà đệ nhất trí tuệ là thường là sẽ có đệ nhị thần thông. Cái người mà đệ nhất thần thông là cũng là người có trí tuệ rất là xuất sắc mới làm được điều đó, thì cũng là xếp hàng đệ nhị trí tuệ. Bởi vì đệ nhất đã có rồi, đã có ngày Mục Kiền Liên rồi, thì đệ nhị trí tuệ vẫn là một ngày mà không có đệ nhất là Sariputta rồi, ngày Xá Lợi Phất, thì đệ nhị trí tuệ cũng là Mục Kiền Liên. Đó, cho nên là mỗi bậc thiền đó, thì khi mà chúng ta đắc được đó, chúng ta phải thuần thục năm pháp, chúng ta đừng có dội lên. Chúng ta chưa có thuần thục năm pháp qua si á, năm pháp mà như ý luôn đó, mà chúng ta không thuần thục thì chúng ta không thể nào lên bậc thiền tiếp theo được. Rất là nhiều người đó, họ dội lên bậc thiền để họ chứng tỏ khả năng đó, nhưng mà cái năm pháp qua si không có thuần thục thì cũng như không. Lên tới bậc thiền ở trên cao nó yếu xìu. Ví dụ có những người họ tu lên từ sơ thiền sắc giới tới nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đi, mới đắc sơ thiền chưa gì trơn, dội nhảy lên nhị thiền, chưa gì trơn nhảy lên tam thiền, tứ thiền, lên tứ thiền yếu xìu à. Lên tứ thiền nhập vào có rớt xuống liền, nhập vào rớt xuống liền. Mà họ không biết tại sao rớt. Tại vì cái bậc sơ thiền nó chưa có thuần thục, chưa có vững, chưa có lão luyện, chưa có như ý. Mà lên dội cái bậc thiền trên, cho nên đừng có dội. Cái bậc sơ thiền quan trọng vô cùng luôn. Bậc sơ thiền mà càng vững chãi mà càng lão luyện đó, thì các bậc thiền trên nó rất là vững, nó vững vô cùng luôn. Thì từ đó mới qua các bậc thiền vô sắc đó, nó càng vững được. Cho nên thiền vô sắc nó có vững hay không là cũng do các bậc thiền dưới tâm nó định sâu hay không, khả năng nó sâu hay không, tâm nó nhạy bén hay không. Thì lên các bậc thiền vô sắc nó càng nhạy bén, nó càng xuất sắc. Cho nên các bậc thiền vô sắc đó đã khó rồi mà
Mà các bậc thiện dưới mà mình không có thuần thục thì lên trên không có dễ, lên vô sắc không có dễ. Tại vì sư thấy ngày nay cũng có nhiều người người ta luyện như vậy đó, nhưng mà người ta đua với nhau đó, thấy người kia lên tam thiền mình phải lên cho bằng được, làm cho lẹ, nhưng mà yếu xìu à. Bữa nay thấy cho trình pháp mà lên tứ thiền, bữa nay mình phải ráng để lên tứ thiền cho bằng chị bằng anh với người ta. Nhưng mà chưa có lão luyện nó vẫn yếu như thường. Bắt xuống lại, thiền sư biết được vậy đó, bắt xuống sơ thiền làm lại quê. Lúc đó có thấy ủa thiền trên tụt xuống trên, bắt xuống sơ thiền làm lại. Thì khi mà mình thấy tứ thiền hay là tứ thiền của mình yếu quá đi thì mình phải luyện lại sơ thiền. Sơ thiền mà cho nó vững, thật là vững thì các bậc trên nó vững luôn. Cũng giống như cái nền móng thôi, xây nhà đó, cái móng phải cho chắc rồi mới xây lầu 2, lầu 3, lầu 4, lầu 10, lầu 100 mới được chứ. Chứ cái lầu dưới mà cái nền móng chúng ta xây không có vững thì làm sao mà lên lầu được. Đối với bậc bậc thiền cũng y như vậy thôi. Cho nên đối với cái thiền mà thức vô biên á, một khi mà thuần thục nó rồi, ấn định thời gian như ý rồi, ấn định thời gian là trong vòng 1 phút hay là 10 giây gì đó phải nhập vào cho bằng được. Rồi trong vòng 1 tiếng hoặc là 2 tiếng, 3 tiếng xuất ra. Cho nên á, cái nhập là phải cho nhanh, xuất á, là mình lúc mà mình luyện cho mình nha, xuất là phải cho lâu thì mình mới thuần thục. Nhưng mà mình xuất lâu được đó, mình sẽ xuất nhanh được, hiểu không? Tức là mình nhập vào nó lâu á thì mình thuần thục rồi, mình muốn xuất ra lúc nào cũng được chứ đó. Cho nên cái xuất ra sớm hay muộn tùy khả năng của mình nhập lâu hay không lâu, lúc mà mình tu tập đó, hiểu không? Ví dụ mình tu tập mình ấn định thời gian là tôi nhập 1 tuần lễ đi. Bắt đầu mình lúc đó mình thuần thục rồi, nhập vào 1 tuần lễ sau mới xuất. Thì sau này mình đi ra ngoài đâu đó, mình cũng ấn định thời gian là nhập vào xuất ra liền rất là dễ. Bởi vì cái khả năng mà nhập lâu á thì xuất ra lúc nào cũng rất là dễ chứ đó. Cho nên xuất ra mà như ý lâu mới là khó. Xuất ra lâu như cái ý nguyện mới là khó. Ví dụ xuất ra 1 năm sau xuất ra, đây mới là khó. Xuất ra càng lâu là càng khó, không phải dễ đâu. Xuất ra càng sớm nó mới là dễ. Nhưng mà nhập vô á, càng sớm thì mới là càng hay, nhập vô càng trễ mới là càng dở. Nó lạ vậy đó, đó với thiền đó. Tại vì cái khả năng mình nhập vào là làm sao phải cho nhanh. Phải cho nhanh. Còn xuất ra thì rất là dễ rồi. Xuất ra muốn xuất liền cũng được nữa. Vậy đó. Cho nên nó muốn xuất ra, muốn cái thiền nó lão liền thì mình phải nhập cho nó lâu. Chú cho nó lâu thì mình mới lão luyện được. Chú cho nó lâu, đúng thời gian ấn định thì thiền đó mình sẽ mới lão luyện. Thực sự trong cái trạng thái thiền vô sắc á, nó chỉ còn cái tâm thôi. Nó tâm lửng bên trong, sanh diệt chứ không có gì hết. Nó không có còn nghe biết bên ngoài gì hết trơn á. Không còn cái sắc thân, không còn cái giống gì hết, chỉ còn cái tâm. Tâm trong sạch. Ví dụ đó giới thức vô biên thì chỉ còn có cái biết là vô biên, cái biết là vô tận. Thì khi mà thuần thục đối với cái thức vô biên đó, thuần tục năm pháp ba si mới đầu, vị này đó muốn tu lên bậc cao hơn nữa là vô sở hữu xứ. Thì vị này đó phải suy xét cái nhược điểm của cái thiền mà thức vô biên đó, tức là đệ nhị thiền nè. Thức vô biên đó là đệ nhị thiền, họ suy xét cái thức vô biên này đó là nguy hiểm. Thức vô biên này đó nó không có thanh tịnh bằng cái vô sở hữu xứ. Họ phải suy xét như thế đó, mà thấy thức vô biên này nó còn thô so với cái vô sở hữu xứ. Họ phải suy xét như thế. Thì khi mà suy xét như vậy rồi, bắt đầu cái họ dần dần họ nhàm chán đối với cái thức vô biên. Làm cho cái thức vô biên trở đi diệt, nó diệt đi, nhưng mà cái tâm của họ, tâm thanh tịnh họ không có diệt nha, xả không có diệt, định không có diệt nha. Họ làm cho cái thức vô biên nó diệt mất, họ
nó diệt mất. Vậy đó, khi mà thức vô biên nó diệt mất rồi, tâm nó hướng đến cái đề mục. Cái đề mục là nách thí pha vá na banh nhất tí, tức là cái đề mục này là đề mục gì? Vô sở hữu xứ. Tức là vô xứ họ lấy làm cái tục đế, chế định tục đế đó. Họ nghĩ đến cái là không có gì, không có gì. Khi mà cái thiền của chỉ thiền của vô sắc á, nó diệt xuống rồi, bắt đầu họ hướng tâm đến gọi là không có gì. Tức là khi một cái biết nó bao phủ vô tận rồi thì cái biết đó nó mất đi rồi, thì còn lại gì? Còn lại không có gì hết á. Hiểu không? Giống như bây giờ chúng ta đó, có đầy độ đầy người ngồi trong cái phòng này nè. Thì khi mà các mọi người đi ra ngoài hết rồi thì nhìn lại cái phòng là gì? Không có gì hết á, không có ai hết á. Thì cái thức cũng vậy, thức nó tràn hết một cái không gian vô biên rồi. Thì khi mà cái thức này nó diệt, nó còn lại gì? Không có gì. Gọi là vô sở hữu xứ, vô hữu đó, không có gì. Cho nên khi mà cái thức nó diệt xuống rồi đó thì cái không nó cũng họ vẫn còn. Rồi họ cũng nhàm chán cái không nữa, cái không nó cũng nó cũng tuột xuống luôn, nhưng mà cái tâm trong sạch nó vẫn còn đó. Tức là họ nhàm chán luôn từ cái mà nhị thiền rồi họ xuống tới bậc thiền tiếp theo còn lại không vô biên, họ cũng nhàm chán khi xét cái bậc thiền của không vô biên này là này là còn thô. Họ nhàm chán cái thiền luôn, suy xét cái thiền này nó còn thô. Bắt đầu họ làm cho cái không vô biên cũng mất luôn. Họ trở lại giống như là gần với cái sắc sắc giới đó, nhưng mà không phải sắc giới, cái trạng thái tâm lúc đó nó gần thôi. Mà nhưng mà cái tâm trong sạch xả ly định nó vẫn còn giữ trong sạch gì đó. Bắt đầu họ tưởng đến, họ nghĩ đến cái là không có gì. Đó, họ nghĩ đến cái đó đó. Họ lấy cái khái niệm gọi là nát thí, nát thí phao bá banh nha tí. Họ lấy cái khái niệm đó, tức là khái niệm là không có gì, không có gì, không còn gì cả. Họ niệm như thế đó, không còn gì cả. Cho nên đó, họ phải niệm lúc này, họ phải niệm. Một là họ niệm bằng tiếng Bali, chúng ta có thể niệm bằng tiếng Bali. Hoặc là hai, chúng ta niệm bằng tiếng Việt cũng được. Tiếng Bali là nát thí kiên trí, nát thí kiên trí, nát thí kiên trí. Đây là cái chuẩn bị gọi là bari, bari kamma pha vana, để cho chuẩn bị nó vô cái thiền là vô sở hữu xứ đó. Thì nó chỉ chánh niệm ở trên, nó dùng cái tắc ý đó, tức là tầm tứ tắc ý đến cái không có gì, không có gì, không có gì cả. Tắc ý đến không gì cả, bây giờ thức đã diệt xuống rồi, rồi cái không cũng diệt xuống rồi. Bắt đầu họ tắc ý đến không gì cả, không gì cả. Từ từ cái không nó rõ ra, nó rõ ra, nó rõ ra, nó đi đến cận hành gọi là Upacchara Pavana. Đi đến cận hành của không, của cái Akincha đó, Akincha Yatana Kusala Chitta, hay là Akincha Yatana Chana Chitta cũng được. Nó đi đến cận hành của không có gì. Những cái này đó thực sự ngày nay ít cái ai học lắm, ít cái ai luyện tới, nhưng mà vẫn giải thích để chúng ta biết, nên chúng ta đừng có mất, đừng để mất đi cái chánh pháp. Nhưng mà có ai luyện được cũng mừng. Thực sự phàm phu không luyện tới nổi đâu, phàm phu luyện lên đó cũng có thể, nhưng mà những vị ẩn vật cho nó mới làm được. Còn những vị mà đắc tam đạo tâm quả thì luyện những cái này rất là dễ. Các ngài phiền não tham sân không có còn đó, cho nên các ngài luyện cái bậc thiền rất là dễ. Cho nên sư vẫn giải thích, biết đâu mai mốt các vị đi tu bị đắc lên sao. Cho nên đó chính là cái Upacchara đó, Upacchara Pavana. Thì cái tâm mà nó gọi là cận hành đến cái thiền Akincha Chatana Chana, tức là vô biên, không phải cái là gọi là thức, không phải vô sở xứ. Vô sở xứ, không có gì cả. Thì dần dần cái mà đối tượng tục đế nó càng rõ đi đến chân đế, nó thành chân đế. Nó đến gọi là đến cái an chỉ gọi là Appanna Pavana. Đó. Cái này không phải dễ, tâm phải luyện dữ lắm luôn, tác ý này ha, gọi là tầm tứ nó đi hướng đến cái mà không có gì, không có gì. Một lúc nào đó cái không có gì nó hiện ra, nó xuất hiện. Cái tưởng nó hình thành mà tưởng thật do có định sẵn rồi. Cho nên cái tưởng nó hình thành là tưởng thật. Bình thường chúng ta không có định đó, chúng ta tưởng tầm bậy tầm bạ.
Nhưng mà cái người có định đó, người ta tưởng là tưởng thật không à, vậy đó. Cho nên dần dần cái Appanapana đó nó hiện rõ, nó vững của cái không có gì đó. Thì lúc đó cái hành giả bắt đầu nhập vào cái đó, gọi là an chỉ. An chỉ ở trong cái mà vô sở xứ, nhập vào một trạng thái an chỉ, vô sở xứ, đắc lên vô sở xứ. Thì khi mà cái khoảnh khắc đắc lên đó, nó cũng có là phan qua chích tá nè, phan qua chích tá, rồi phan gá la chánh á, rồi nó cũng có đầy đủ đó. Cái lộ trình đó, lộ trình mà sư viết ở trên đầu tiên đối với không vô biên á, lộ trình nó đắc thiền á, nó giống như nhau hết. Ở dưới này cũng giống như nhau hết. Cái lộ trình tâm đắc thiền đó, hậu kiếp gọi là phan quá, phá văn gá chích tá, cái đó gọi hậu kiếp, rồi hữu phần phá văn gá lách chánh á, rồi hữu phần dứt dòng phá văn gá bách chê đá, rồi tiếp theo là hướng ý môn là mano đo ra bách chánh á, rồi chuẩn bị là mà chuẩn bị nè, cái này là ca má đó, bari ca má, rồi tới cận hành của bách cha ra cận hành, nó bắt đầu tới appana, nó vô thượng thứ rồi đó, nó đi thượng thứ, nó hướng đến cái thiền luôn. Lúc này là appana, nhưng mà appana đây mình không nói, mình gọi là thượng thứ, tại vì nó thuận đến cái nhập định, thuận đến nhập định, gọi là anuloma thượng thứ. Thượng thứ, từ cái thượng thứ này bắt đầu gochaku gọi là chuyển tánh. Chuyển tánh là sao? Từ cái tánh của thức vô biên, nó chuyển qua cái tánh của gì, vô sở hữu xứ. Cái gì đó cũng giống như cái người mà từ chuyển tánh từ sắc nó chuyển qua hư không đó, nó cũng chuyển tánh ngay chỗ đó, gọi là tánh từ chuyển sắc qua không vô biên, hoặc là đắc lên nhị thiền của không của vô sắc, thì từ chuyển tánh của vô biên nó qua chuyển tánh thức vô biên, hiểu không? Rồi chuyển tánh. Còn đối với người phàm phu chúng ta tu đắc đạo đó, từ phàm phu nó qua thánh, ngay lúc đắc đạo sơ đạo thì nó cũng có gochaku nữa, anuloma gochaku. Thì cái gochaku này lúc đó gọi là chuyển tộc, tức là từ phàm tộc, tộc người chuyển qua tộc thánh, thánh tộc, tức là sanh vào dòng thánh đó. Khoảnh khắc đó gọi là vị đó sanh vào dòng thánh. Đây là đối với cái người mà tu tập vipassana, đắc lên đó, sơ đạo, nhị đạo, tâm đạo, tứ đạo, chuyển vào tộc thánh. Ví dụ khi mà đắc nhị đạo đó, thì từ cái tánh của bậc tu đà quần chuyển vào cái tánh của bậc cao hơn là tư đà hàm, cái gì đó. Ngay lúc này gochaku gọi là chuyển tánh hay là chuyển tộc. Nhưng mà đối với trong các thiền đó, dùng từ chuyển tánh nó hay hơn. Từ cái tánh của thức vô biên chuyển sang cái tánh của vô sở hữu xứ, hoặc là từ cái tánh của sắc giới chuyển sang cái tánh vô sở hữu xứ, tại vì họ xuống cái sắc giới rồi, từ sắc giới chuyển qua vô sở hữu xứ. Thì cái đó là cái lộ đắc thiền của bốn cái thiền vô sắc, nó cũng tương đương với nhau, nhưng mà cái mức độ đắc nó khác nhau, cái sở đắc nó khác nhau. Thì ở trong thiền này cũng vậy, nó cũng có xả và nhất tâm. Bốn cái thiền này nó đều có như nhau, xả và nhất tâm, xả và tâm, nhưng mà cái mức độ sâu sắc nó khác nhau. Vô sở xứ thì nó thanh tịnh hơn thức vô biên xứ. Vô sở xứ rất là thanh tịnh, nó yên vô cùng, trạng thái yên vắng lặng hoàn toàn. Cho nên họ phải suy tư là cái trạ là vô sở xứ nó thanh tịnh hơn đối với thức vô biên xứ đó. Cho nên vị này đó, một khi đã nhập vào thức vô biên rồi, ủa vô sở xứ rồi, phải thuần thục năm pháp qua si, phải thuần thục năm cái pháp đó, cũng nhập đi nhập lại, nhập sức tự tại, nhập vào cho nó lâu, lão luyện cho nó thuần thục. Khi mà cái là lúc đầu tiên đối với đắc một bậc thiền á, nó chỉ đắc một sát na thôi đó, rồi rớt trở ra, rồi bắt đầu tu tập trở lại đó, nó có thể kéo dài nhiều sát na hơn. Từ từ nhập càng lâu thì cái sắc na của thiền nó kéo dài ra. Nhưng mà lần đầu tiên đắc bậc thiền mới cũng có một sắc na thôi, một sắc na duy nhất à. Ví dụ như từ mà thức vô biên mà lên đến vô sở xứ á, lần đầu tiên lên vô sở xứ thì nó chỉ đắc có một sắc na rồi nó rớt trở lại. Nó lạ vậy đó. Đối với các bậc thiền nào cũng vậy, đối với ví dụ sơ thiền hay là đắc lên nhị thiền, tam thiền, tứ thiền cũng vậy, lần đầu tiên
đắc một cái thiền mới là đắc được một sát na, khoảnh khắc đó mình biết mình đắc, sau đó nó rớt trở lại. Tại vì mới lần đầu vô, ví dụ lấy ví dụ cho quý vị nghe dễ hiểu nè, có một cái cây cao, trên cao đó, chúng ta lần đầu chúng ta nhảy lên cái chúng ta chụp một cái vuột tay rớt xuống đó, biết rồi, lần sau dùng hết sức chụp cái chỗ nó vững hơn đó, hiểu không? Lần sau nhảy lên cái chụp nắm lâu hơn, hiểu không? Là vậy đó, cho nên lần đầu nó cao quá, cao đi mà cố gắng hết sức nhảy lên cái đó kia, nó chạm đến cái rớt xuống, rút kinh nghiệm lần sau có dùng hết sức bật lên một cái, chụp cái nhánh đó một cái, nó treo là lâu dài một chút, hiểu không? Đối với các bậc thiền chúng ta cũng vậy luôn, lần đầu tiên mà đắc với bậc thiền đầu tiên nó có một sát na thôi rớt xuống liền. Tại vì á, biết sao rớt đúng không? Mới lạ quá, chúng ta chưa có xử lý kịp, nhưng mà tâm nó biết được rồi đó. Lần sau bắt đầu nó tu tập dần dần á, sức mạnh nó mạnh hơn, sức mạnh của định nó mạnh hơn dần dần á, nó nhập vào nó lâu dài hơn đó. Cho nên á, chúng ta cần làm sao mà nhập vào, chúng ta phải duy trì cái sức mạnh của định đó, thì nó nhập vào đó nó càng lâu. Chính vì đó mà phải tu thuần tục năm pháp qua si là vậy đó. Bất cứ bậc thiền nào chúng ta cũng phải làm sao thuần tục năm pháp qua si, nhập càng lâu thì cái lực thiền của mình mới sâu sắc được. Sức ra thì dễ nhưng mà nhập vô mới là mới khó, chú lâu dài mới là khó. Cho nên khi mà đắc đầu tiên chỉ có một sát na tâm thôi, cho nên sẽ có ghi đó, một sát na tâm duy nhất. Đây là nói lên cái đắc lần đầu tiên đối với bậc thiền mới, tức là bậc thiền đó mình chưa đắc bao giờ mà bữa nay mình đắc được, thì nó lần đầu tiên chỉ có một sát na tâm rồi rớt trở xuống. Dù là thiền sắc giới hay là thiền vô sắc giới cũng vậy, đắc lần đầu chỉ có một sát na tâm, một sát na tâm ngay lúc đó là cái thiền đó, sát na tâm khoảnh khắc đó là cái tâm thiền của đúng nghĩa của nó đó. Cho nên hồi xưa các ngài đó mà đắc được các tầng thiền rồi đó, các ngài thường thường là sống ở trong rừng không à, sống ở trong hang núi không à, mấy thuần tục nó. Đối với ngài Bục Kiền Liên đó, là khi mà ngài xuất gia đó tới hai tuần ngài mới đắc lên A-la-hán, thì trong hai tuần đó là ngài luyện các tầng thiền không à. Trong hai tuần đó bắt đầu ngài, khoảng một tuần bắt đầu ngài đắc lên sơ thiền. Ngắt lên sơ thiền thì Đức Phật á, ngài mới phóng hào quang đến đó. Ngài nói là phải giữ cái thiền đó. Lần đầu tiên ngài đắc ngài thấy lạ lẫm, Đức Phật ngài phóng hào quang đến, ngài nói phải giữ cái thiền đó, giữ cái mức độ đó, giữ cái tâm thiền đó cho nó viên mãn, cho nó thuần thục. Bắt đầu ngài thuần thục nó, ngài giữ được, ngài nghe lời Phật ngài giữ được sơ thiền, ngài lên nhị thiền, tam thiền, tứ thiền trong vòng mấy ngày thuần thục hết chứ. Trong vòng một ngày hai ngày ngày lên tứ thiền, thuần thục tứ thiền nhanh thế đó, thuần thục rồi bắt đầu ngày nhập sức lên xuống thường xuyên, rồi nhập sức cho nó lâu dài, nó như ý luôn đó. Khi mà nhập ngày thuần thục tứ thiền rồi, bắt đầu Đức Phật dạy cho ngài á quán. Tại Đức Phật ngài biết vị này đó sau này là đệ nhất thần thông, cho nên bắt đầu ngài chỉ cho quán. Cái quán của ngài Bục Kiền Liên khác hoàn toàn quán đối với những người khác, gọi là định với quán đó, định quán song hành đó, định với tuệ song hành. Ví dụ như ngài Bục Kiền Liên thuần tục tứ thiền rồi ha, bắt đầu chuyển qua quán như thế này nè, nhập vô sơ thiền, bắt đầu xuất khỏi sơ thiền, quán cái trạng thái sơ thiền này nè, là vô thường, là khổ, là vô ngã. Xuất khỏi sơ thiền á, vẫn thấy niết tá của sơ thiền trước mặt, quán cái trạng thái của nó là vô, là vô thường, là khổ, là vô ngã, không để không còn dính mắc, không có tôi có ta, không còn dính mắc hoàn toàn đến nỗi mà quán cái trạng thái đó không còn dính mắc mãi mãi của sự dính mắc của nó nữa. Thì đến khi mà không còn dính mắc là bắt đầu ngài nhập vào nhị thiền, đây gọi là định tuệ song tu á. Nhập vào nhị thiền bắt đầu họ quán cái nhị thiền, nhập vào nhị thiền bắt đầu xuất khỏi nhị thiền, quán cái trạng thái của nhị thiền này là vô thường, là vô ngã, là khổ, là chỉ là hư huyễn thôi, không có thật. Quán đến một lúc nào đó không còn dính mắc ở trên cái nhị thiền, bắt đầu ngài mới nhập lên tam thiền. Nhập lên tam thiền cũng quán cái tam thiền này cũng giống như vậy,
đỡ vô thường, khổ vô ngã. Đến chừng nào mà không còn dính mắc trên tâm thì bắt đầu nhập vào tứ thiền, quán tứ thiền này, vô thường khổ vô ngã tiếp tục. Nếu mà hoặc là xuất khỏi tứ thiền rồi, thấy mình cũng chưa mỹ mãn lắm, nhập vào sơ thiền trở lại, xuất khỏi sơ thiền, quán cái sơ thiền này, chừng nào mà nó không còn mãi mãi được có sự dính mắc, thuần thục cứ làm lên làm xuống, đi lên đi xuống, đi lên đi xuống, thuần thục vậy đó, đến một lúc nào đó đó không còn dính mắc cái gì trơn luôn đó. Tức là cả quán cũng không còn dính mắc, và cả các tịnh không còn dính mắc nữa, thì tâm nó trong sạch hoàn toàn, nó đắc a la hán, đắc quả a la hán luôn. Tâm nó không còn dính mắc ở trên dục giới sắc giới gì hết đó, vô sắc cũng không có dính luôn. Tâm mà thoát ly khỏi tam giới, tâm đó nhập vào niết bàn, đắc quả a la hán. Tâm đó tự động là nó trở thành cái tâm quả a la hán luôn. Thì khi mà ngài thuần thục như vậy đó, cho nên ngài đắc quả a la hán. Ngài đắc gồm có, cho nên đắc theo kiểu này đó được gọi là tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Thế nào là tâm giải thoát? Tâm giải thoát là do thuần thục các thiền, nương các thiền mà đưa đến đạo quả. Còn tuệ giải thoát là sao? Do vipassana, dùng vipassana đưa đến đắc quả a la hán, cũng là gọi là tuệ giải thoát. Mà hai tâm giải thoát, tuệ giải thoát dùng song hành với nhau đó, lên vậy đó, các bậc thiền song song lên. Thì các cách quán này đó, ở trong giáo pháp của Đức Phật không có ai hết, chỉ có mình một Kiền Liên. Đa số những người khác đã quán cách khác, để quán như vậy phải thuần thục về tứ thiền mới quán được. Cho nên để đắc đạo nó có bốn cách đưa đến đắc đạo. Là đây là một cách của Ngọc Bục Liên, đây là một cách, đó là một cách đó. Còn ba cách còn lại là, ví dụ như có những người đó, họ chỉ trước, họ tu tập chỉ trước. Ví dụ như họ cố gắng tu tập đắc vào sơ thiền, bắt đầu họ xuất khỏi sơ thiền, họ quán ở trên đây, họ xuất ra khỏi sơ thiền, họ soi vào bên trong, không có dùng ánh sáng nha, để tự nhiên của cái tâm định đó. Để tự nhiên của tâm định, không có nhập định nữa, nhưng mà để cái trạng thái trong sạch của tâm đó, ghi nhận danh sắc bên trong đây, bắt đầu họ thấy sanh diệt rất là rõ. Họ thấy sanh diệt rõ lên, họ quán theo cái lối đó đưa đến đắc đạo, gọi là những người, cái người này gọi là chỉ trước quán sau. Còn một trường hợp nữa là có người ta tu quán trước chỉ sau. Ví dụ họ tu vipassana, tu tập vipassana lên tới hành xả trí luôn, hành xả tuệ đó, mà họ không thấy đắc đạo được. Một số vị chuyển qua samatha, bắt đầu đắc lên sơ thiền, mà cả đắc lên nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tùy theo khả năng vị đó. Có khi họ đắc lên sơ thiền cũng đủ quán rồi, có khi họ đắc lên tứ thiền luôn, bắt đầu từ cái tứ thiền đó đó họ cũng xuất khỏi tứ thiền, bắt đầu họ dùng cái tuệ quán, họ quán cho bên đây, họ quán lúc rồi đó cái họ nhập vô định lại, họ xuất ra, họ quán tiếp, xuất ra, quán tiếp. Thì cái này gọi là quán trước chỉ sau. Nhưng mà khi cái tâm nó trong sạch rồi, ví dụ như họ lên tới hành xả trí đi, họ quán trước, bắt đầu họ chuyển qua samatha, họ đắc định sơ thiền, bắt đầu họ dùng cái sơ thiền trong sạch của tâm đó. Họ dùng cái trạng thái tâm trong sạch, họ quán qua, họ sử dụng để mà họ triển khai cái hành xả trí của họ để mà tiến lên nữa, đưa đến đắc đạo. Thì những người này gọi là quán trước chỉ sau. Đó là ba dạng. Và một dạng nữa là sukha vipassana, tức là thiền khô á. Cái gì ngày nay sukha vipassana rất là nhiều, chúng ta quán không có thiền chỉ, chúng ta quán trực tiếp trong đây luôn, ghi nhận hơi thở, ghi nhận trên thân thọ tâm pháp trực tiếp lên. Thì trường hợp này nó không có thiền samatha hỗ trợ, tức là không có thiền chỉ hỗ trợ, thì họ cũng có chỉ quán song tu, nhưng mà không có cha ná, tức là không có các tầng thiền của samatha. Ví dụ như họ tập trung ở trên đây để xúc chạm đi, họ tập trung để xúc chạm đến cái hỷ đó, cái họ quán cái hỷ, quán trạng thái của hỷ, quán thái của hỷ, rồi khi thấy không có tiến triển nữa, cái họ quay trở lại đặt một điểm xúc chạm này để làm cho cái hỷ nó viên mãn, nó lên tới lạc, cái họ quán cái lạc, hiểu không? Là nó cũng là chỉ quán song tu, nhưng mà chỉ quán song tu này không có cha ná, tức là
không có định của sơ thiền, vậy thì ta thiền hỗ trợ, hiểu không? Cũng vậy, bắt đầu quán tiếp, tùy theo mức độ định cao thì quán nó cao hơn nữa, định lên càng cao thì tuệ quán nó càng cao. Cũng vậy, đối với cái đề mục phòng xẹp cũng vậy luôn. Ví dụ như ghi nhận phòng xẹp tâm á, dần dần nó yên dần cái hậu quán cái trạng thái yên đó, cái tâm đó họ quán một lúc rồi đó, họ thấy nhàm chán quá, họ ghim lại một điểm phòng xẹp tiếp tục để tăng tốc cái định lên, định nó cao lên mức rồi, thấy tâm nó trong sạch hơn chút nữa, bắt đầu họ quán trạng thái tâm, quán cái sự sanh diệt của tâm, sanh diệt của tâm, quán một lúc là nhàm chán cái sự quay quán rồi, ghim vô một phòng xẹp tiếp tục, định nó tăng tốc lên, nó trong sạch hơn nữa, thuần khiết hơn nữa, bắt đầu quán tiếp. Đây cũng là chỉ quán song hành, nhưng mà không có cha ná, hiểu không? Không có các tầng thiền định. Cho nên mấy vị nào tu, mấy vị thấy không có tiến bộ là mấy vị phải gom tâm lại để cho có định, định mới đầu dùng cái năng lực định, mấy vị quán nó sẽ thấu nữa, chứ không phải là chúng ta cứ để cái tâm bong bong ngung bung bung rồi nhìn toàn là phiền não, không biết bỏ cái gì cút cũng không được gì hết trơn á, hiểu không? Phải phát triển cái định của chúng ta trong lúc gọi là định khanh niết ca đó, định khanh niết ca nó tiến lên mức thì định cái quán của chúng ta nó sâu sắc hơn chút. Khanh niết ca rất là quan trọng. Ngày nay rất là nhiều người tu thiền cái kiểu là khư, biết buông, cuối cùng á thiện cũng không phát triển được, bất thiện suốt ngày tối đãi trong cái hỗn độn của bất thiện không à. Phải phát triển thiện tâm lên. Mấy vị nào muốn biết nghe, mà nghe trong mấy bài, mấy cái YouTube đó, mấy bài của sư á, nghe 10 cái ngày đó, 10 ngày sư giảng cho Phước Sơn á, mấy vị sẽ hiểu cái quán như thế nào. Mấy vị vô YouTube chỉ cần gõ sư Bất Nhật đi, mấy vị sẽ thấy rồi. Bao nhiêu cái video về thiền quán đó, là mấy vị sẽ thấy về tu tập như cái đó. Cái tiếp là cái thiền về phi tưởng xứ. Đó, khi mà để muốn lên đó, cái thiền phi tưởng xứ thì hành giả đang ở chỗ mà vô sở hữu xứ, đang ở chỗ đó sở hữu xứ, thì hành giả phải thuần thục năm pháp và si đối với vô sở hữu xứ nha. Thuần thục nó, trước tiên phải thuần thục nó, rồi bắt đầu suy xét về cái sự nguy hiểm của vô sở hữu xứ, tức là akincha đó, vô sở hữu xứ tiếng Pali gọi là akincha jatana cha ná, hoặc là akincha jatana kusala citta. Vô sở hữu xứ thiện tâm á, thiện tâm vô sắc đó, và làm sao phải suy xét cái bậc thiền vô sở xứ là gọi là tam thiền vô sắc á, phải suy xét nó, thấy nó là vẫn còn thô so với bậc thiền cao hơn, hoặc suy xét nó đó làm sao suy xét nó, thấy nhược điểm của nó, tính nổi khi mà chúng ta suy xét cái bậc tam thiền á, cái gọi là vô sở xứ, suy xét nó, thấy nó vẫn còn thô so với bậc thiền cao hơn, thì làm sao nhàm chán nó buông bỏ cái vô sở hữu xứ đó, buông dần, buông cái tưởng đó nha, vô sở hữu xứ, chứ không phải chúng ta buông cái tâm định đâu, chứ không phải buông cái xả đâu, định và xả vẫn giữ, nhưng mà buông đối với cái tưởng tri về cái vô sở hữu xứ đó, buông cái đó ra, thì cái đó nó sẽ rớt xuống, nó sẽ mất. Nó mất xuống thì nó xuống bậc thiền thứ hai, nó thức nó khởi lên, thì tiếp tục vị này có thể quán cái bậc thiền thứ hai này luôn. Bậc thiền thứ hai là còn thô, là còn nguy hiểm, thì đôi khi á sẽ từ đó cái buông cái bậc thiền thứ hai này, rồi nó xuống nữa tới bậc thiền thứ nhất là không vô biên, rồi phải quán cái không vô biên này nữa, tức là phải suy xét cái không vô biên này là còn thô, để trở lại một cái tâm mà nó không phải là nó gần với sắc giới, nó gần với thiền sắc giới, nhưng mà nó vẫn giữ định, nó tức là nó mức độ giữa của sắc giới và vô sắc, hiểu không? Nó phản đó đó, giữ cái tâm trong sạch ở đó, xả mức độ xả của gần với sắc giới, thì lúc đó đó vị này phải khởi lên lại là vô sở xứ, thì sở xứ nó sanh lên. Vị này phải khởi cái tâm nào tắt ý đến đó, không có gì thì không có gì sanh lên lại, tại vì vị này nó thuần thục nó rồi, khởi nó lên lại, nó lên lại đó.
khởi lên vô sở xứ, vô sở xứ nó lên, nó xuất hiện trở lại là cái vô sở xứ không có gì. Bắt đầu từ cái vô xứ này họ lấy cái nền tảng của nó đó, trong cái không có gì đó, họ hướng đến cái mà phi phi tưởng xứ đó. Tức là họ đến cái gọi là lấy cái tục đế gọi là an tịnh đó, an tịnh hơn cái vô sở xứ này nữa. Thì cái bậc thiền đó, vô bậc thiền của vô xứ nó rất là vi tế. Cái tiếng Bali gọi là Santame Tăng đó, Santame Tăng, Bani Tăng, Mê Tăng, Santame Tăng, Bani Tăng, Mê Tăng. Nhưng mà nếu mà họ không có đọc cái đó thì họ đọc cái là cái bậc thiền này đó vô cùng thanh tịnh. Họ nói là họ phát cái tục đế là cái sự thanh tịnh vô cùng thanh tịnh hơn nữa, vô cùng thanh tịnh hơn so với cái vô sở xứ. Thì tự nhiên á, cái mà cái tục đế của vô của phi phi tưởng xứ nó dần dần nó hình thành, thì cái đó gọi là Parikamma đó. Parikamma Phavana, đó là Phavana là sao, là đang phát triển, đang tu tập. Cái chuẩn bị á, là tướng chuẩn bị của cái mà thanh tịnh, vô cùng thanh tịnh nó dần dần nó hình thành ra. Đây gọi là một dạng tưởng đó, nó hình thành ra thì nó vô cùng vi tế lắm. Thì nó dần dần cái tâm nó cận hành, nó tiếp cận dần tới cái vô cùng thanh tịnh đó, nó đưa đến nó gọi là Upacara Pavana, tức là cận hành đến cái mà phi tưởng xứ, hay là tứ thiền á, tứ thiền của vô sắc giới. Nhưng mà những cái giai đoạn này không phải dễ đâu, lên rồi xuống, những bốn bậc thiền này phải thuần thục mình mới lên rồi mới xuống rồi mới khởi lên lại. Tức là mình nhàm chán từ bậc thứ ba rồi bậc thứ hai, bậc thứ một rồi mới khởi lên lại bậc thứ ba vậy đó. Và từ bậc thứ ba này lấy nền tảng cho bậc thứ tư, từ bậc thứ ba là vô sở xứ mới đầu họ tác ý, họ làm cho nó diệt trở lại, khởi lên rồi diệt trở lại, mới đầu cái tâm khởi lên là không có gì, tức là vô cùng thanh tịnh. Tức là từ cái bậc thứ ba đó vậy nè, từ bậc thứ ba làm sao nhàm chán xuống bậc thứ hai, nhàm chán xuống bậc thứ nhất, rồi từ bậc thứ nhất khởi lên cái bậc thứ ba đó. Bắt đầu từ cái bậc thứ ba này nè, làm sao cho nó diệt lại, rồi bắt đầu từ cái diệt lại là bắt đầu nhảy lên bậc thứ tư. Cho nên cái bậc thứ tư lấy nền tảng từ cái bậc thứ ba, lấy nền tảng từ cái bậc thứ ba. Khi mà cái bậc thứ ba là không có gì đó, bắt đầu nó diệt xuống rồi, thì tâm cái hành giả bắt đầu Upacara, không, Parikamma Bhavana đó, nó khởi lên là vô cùng thanh tịnh. Thì trạng thái vô cùng thanh tịnh nó mở ra, vô cùng thanh tịnh nó mở ra dần dần dần, nó đi đến cận hành, nó đi đến an chỉ. Thực sự những cái này mình nói nhanh vậy chứ cả một quá trình, cả một quá trình tư duy, cả một quá trình huấn luyện ở trên tâm không phải dễ đâu. Những người là luyện cả ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng nọ. Tại vì các bậc thiền vô sắc á, nó khó hơn các bậc thiền mà sắc giới. Bậc thiền sắc giới có thể người ta á, buổi sáng tới chiều nó đắc hết tứ thiền luôn, nó dễ. Còn mà các bậc thiền vô sắc đó phải có thầy hướng dẫn, chứ không có dễ thành tựu được. Tại vì nó quá vi tế, nó quá gọi là trừu tượng, và nó quá gọi là những cái tượng này nó quá vi tế. Cho nên khi mà cái giai đoạn mà chuẩn bị từ cái bậc thiền thứ ba nó diệt xuống rồi, khởi lên cái vô cùng thanh tịnh đó, dần dần nó tác ý cái đó, hướng tâm đến đó, tầm tứ hướng đến cái vô cùng thanh tịnh đó, dần dần cái vô cùng thanh tịnh đó nó mở ra một trạng thái vắng lặng vô cùng luôn, vắng lặng thuần khiết. Nó mở ra, khi nó mở ra càng nhiều càng sâu rộng rồi đó, mình học gì đó nhập vào gọi là Appanna Phavana, hoặc là Appanna Samathi, gọi là Nevasanya đó, Nevasanya Yatana Chana, hoặc là Nevasanya Nasanya Yatana Kusala Chitta, tức là cái trạng thái tâm của phi tưởng xứ. Lúc này đó nó dường như là có tưởng, dường như là không có tưởng, bởi vì cái tâm nó quá trong sạch đi, tức là nó có mà không mà có gì đó, gọi là phi tưởng xứ, tức là có tưởng mà dường như không có tưởng, tức là cái tưởng đó nó quá vi tế đi, nó quá thanh tịnh đi, giống như nó vượt ngoài cái tưởng,
Nhưng mà cái tưởng không bao giờ vượt qua cái tưởng, tại vì họ nằm ở trong cái tâm định, nó trong trong hiệp thế đó, thì cái tưởng nó dường như cái tưởng nó tới đến một mức nào đó, nó dường như không còn tưởng nhưng mà nó vẫn có tưởng. Tức là cái tưởng mình làm sao không còn tưởng nữa. Nhưng mà vẫn còn tưởng nha, tại vì nó đâu có diệt được đâu. Cái tưởng nó đâu có diệt được đâu. Tại vì mình đâu có đắc đạo lộ đâu mà diệt, mình cho còn ở trong trên cái tâm thức mà. Chú trên tâm thức, cho nên cái tưởng đó là dường như có và dường như không, cho nên gọi là phi tưởng, phi tưởng xứ là vậy đó. Thì cái trạng thái này là tế nhất, nó không còn cao hơn nữa. Thì cái người này á, họ nhập vào đó, họ cũng phải làm chủ nó, giữ cái mà gọi là giữ cái vô cùng thanh tịnh đó, thanh tịnh cao nhất, họ giữ cái tưởng đó duy trì liên tục. Dĩ nhiên là lần đầu á, chuẩn bị đắc vô cái này đó, cũng đắc một sắc na thôi, hiểu không? Nó cũng có một cái lộ trình tâm giống như á, những cái lộ trình tâm phía trước. Lần đầu tiên đắc vô phi vi tưởng một sắc na bắt đầu, sau đó họ tác ý tu tập trở lại, chuẩn bị cận hành, rồi an chỉ đó, Parikamá, rồi Upacara, rồi Abana đó. Họ dần dần bắt đầu họ thuần thục nó. Khi mà thuần thục nó, xác định nó mạnh rồi, nhập vô lâu dài hơn, nhập vô lâu dài rồi bắt đầu làm cho thuần thục năm pháp qua si, cái nhập sức nó làm sao cho nó như ý. Lúc đầu á, nhập hơi lâu, ví dụ như cũng vậy, nhập nửa tiếng từ từ á, làm sao trong vòng 15 phút phải nhập vô, từ từ trong vòng 5 phút phải nhập được cái thiền đó phi tưởng xứ, trong vòng làm sao 30 giây phải nhập được cái thiền phi tưởng xứ. Không có dễ đâu, mình rút ngắn cái đoạn đường nhập đó thực sự không dễ chút nào hết trơn. Đôi khi á, cố gắng rất lâu dài mới có thể rút ngắn được cái thời gian nhập. Mà những người nhập dưới ý vậy đó, thường thường là những cái bậc A-la-hàm trở lên, phàm phu á, khó có ai mà trong vòng mà vài ba phút mà nhập được đâu. Phàm phu thường ta mất khoảng 5-10 phút mới có thể nhập vào định được. Còn bị phàm phu nào mà sống viễn ly nơi rừng sâu, nơi núi thẳm đó, thì người ta mới có thể là không còn liên hệ với các dục, ngũ dục, thì người ta mới có thuần thục được, nhập sức nó nhanh lẹ được. Còn các bậc thánh là phiền não không còn đó, cho nên các ngài đó vận dụng rất là dễ dàng. Còn phàm phu là phiền não nó còn, cho nên nó phải lão luyện nó mới có thể thắng lướt những cái phiền não được. Khi mà nhập được rồi đó, phải ấn định thời gian sức, ấn định 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 5 giờ tùy ý. Ấn định càng lâu thì mới gọi là lão luyện. Xuất ra lúc nào cũng dễ chứ đó, nhưng mà nhập duy trì ở trong cái thiền đó mới là khó. Cho nên là người mà nhập vô một cái trạng thái định này nó tới dữ lắm, rất là tới. Có những vị đó, họ nhập vô cái định mà phi tưởng xứ, họ nhập vô tùy ý luôn, họ nhập có thể một thế kỷ, vài thế kỷ. Vị nào muốn nhập chờ Phật Di Lặc cả đời, nhập vô cái thiền định, cái thiền này nhập vô một thế kỷ rồi xuất ra nhập tiếp, nhập vô một ngàn năm, 2000 năm rồi xuất ra rồi ăn vậy đi, rồi cho nó bình thường lấy sức khỏe lại nhập tiếp. Thực sự khi mà nhập trong định đó, cái sắc pháp của chúng ta nó không có già, sắc pháp không có già, nhưng mà đó tóc nó vẫn ra. Ví dụ có những người nhập vào định 3 tháng đi, trong 3 tháng đó tóc nó mọc ra, mọc dài dài, móng tay mọc dài 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 ra. Có vị mọc nhập 100 năm á, móng tay nó dài, nó quắn rồi. Tóc cũng vậy, nó dài xuống rồi nó quắn hết toàn thân luôn. Từ một tu sĩ biến thành một cái người có tóc, nhập 100 năm ra là tóc nó xuống hết, phủ hết toàn thân. Các móng tay gì nó mới đầu, nó móng tay đó nó ra dài, nó cuốn tùm lum hết trơn luôn. Đó, nhưng mà những người mà nhập vào thiền vô sắc á, muốn kêu họ đó lấy này nè, để ngay lỗ tai đó gõ một cái, gõ đến khi nào họ xuất ra thôi, chứ không phải lợi đẩy tới để lui đâu, không bao giờ xuất. Những cái thiền này nhập rất là sâu, muốn kêu họ để cái chuông đó, gần cái lỗ tai đó, cứ gõ chừng nào mà họ trở về thôi, chắc chắn sẽ trở về, không có lâu. Gõ một hồi là tự nhiên cái chuông, cái âm thanh nó tác động đó. Nó tác động làm cho cái thiền nó hoại.
Cho nên cái âm thanh đó nó là kẻ thù của định đó, nói cho quý vị biết nha. Âm thanh nó là kẻ thù, nó hoại tâm, nó hoại thiền. Cho nên chúng ta mà đắc sơ thiền đó, chúng ta đó, muốn cho giữ sơ thiền tốt, chúng ta phải rời những cái nơi ồn náo đi mới giữ được cái thiền đó, nếu không là rớt sơ thiền. Tại vì tầm tứ á, nó gần với ngũ dục. Tầm tứ á, chi tầm á, nó gần với sắc thanh hương vị xúc. Cho nên chi tầm á, mà nó ghim ở trong sơ thiền rồi đó, bên ngoài nó vẫn nghe, nhưng mà nó, tâm nó không cần để ý, nó để ý bên trong thôi. Nhưng mà bên ngoài có âm thanh mà cảnh thô quá, để gần lỗ tai mà gõ diễn cái nè, bắt đầu tự nhiên cái chi tầm nó dao động liền. Mà gõ một hồi nó dao động càng mạnh, nó bung ra, rớt sơ thiền xuống còn dục giới, nó trở lại bình thường. Còn đối với những người mà nhập các tầng vô sắc á, cũng kêu họ cũng không có dễ đâu, gõ rất một lâu một hồi đó, họ làm hoại cái thiền đó, bắt đầu họ xuất ra. Chứ mình đừng có thử tưởng ta chết mình thiêu nha. Muốn tại vì họ nhập vô các tầng mà vô sắc á, hơi thở không còn, sức nóng cũng không còn luôn. Rồi tại vì tứ đại nó vượt ra ngoài tứ đại rồi, cho nên đất nước lửa gió nó không có hoạt động, hơi thở không còn, sức nóng không thấy, nhưng mà im ru à. Mình tưởng đâu là chết, đi thiêu người ta là tội đồ quá, tưởng đâu làm phước đi chôn đi thiêu người ta. Nhưng mà lúc đó đừng có dội, mình phải kêu họ bằng cách là lấy chuông á, để kế bên lỗ tai gõ từ từ mới đầu họ hoại cái thiện, họ xuất ra thôi. Cứ gõ hoài đi, thế nào cũng xuất ra thôi à. Chừng nào gõ không xuất thì tính cái chuyện khác. Nhiều người không có hiểu đó, nghĩ là chết, kêu hoài không có xuất định, nghĩ là họ chết rồi, mà đầu đi thiêu rất là tội người ta. Tưởng hay nhưng mà hại. Có trường hợp đó đó, có những người họ nhập vào tứ thiền, họ không còn biết gì bên ngoài luôn đó, sâu sắc vô cùng. Mà thời Đức Phật á, khi mà ngài chưa thành đạo nha, ngài cũng là Bồ Tát, ngài ở ngoài ruộng đó, ngài nhập chưa đắc Phật quả, thì khi còn là Bồ Tát đó, chuẩn bị đắc Phật quả đó, thì những cái lúc giai đoạn đó đó, trước khi ngài tu khổ hạnh luôn, giai đoạn đó ngài thuần thục các tầng thiền, ngài thuần thục bát thiền đó. Mà có lần đó ngài ở ngoài đồng ruộng mênh mông rồi nè, ngài nhập vào tứ thiền, thì trong lúc đó trời mưa, xét đánh xuống chết mấy con bò luôn, dân người ta đó y xèo ra đông coi, y xèo Đức Phật cũng không biết gì chứ á, tại ngài nhập thiền quá sâu mà. Lúc đó Bồ Tát chứ không phải Phật, Bồ Tát. Thì khi Bồ Tát ngài xuất định ra đó, ngài mới thấy ủa sao mọi người tụ tập đông quá. Ngài hỏi chuyện gì vậy, thì mấy nghe mấy vị kia nói là nãy xét đánh nó to lắm, nó làm chết trâu bò của người dân đó. Ủa cái nghe mấy vị đó hỏi, ủa ngài nãy giờ ngài ngồi đây mà sao ngài biết gì hết hả? Đây đó, ngài nói ngài nhập vào tứ thiền cho nên ngài không có biết xung quanh. Cho nên á, cái người nhập vào tứ thiền đó, mình muốn kêu họ, mình thấy nó dân có chuông gõ, dù có lắc họ cũng không có biết luôn. Lấy chuông để kế lỗ tai nè, gõ bon bon, gõ từ từ thôi, đừng có làm cho người ta dội. Từ từ một hồi cái thiền nó hậu hoại, họ xuất ra. Hồi thời Đức Phật cũng vậy, có những vị tỳ kheo, rất là nhiều vị đắc lên tứ thiền, mấy chục vị phải đắc lên sơ thiền, lần đầu tiên đắc lên sơ thiền. Thì các ngài đó cũng đến để mà hầu Phật vậy đó. Thì có 500 vị thái tử dòng họ Lichavi đi đến, tức là họ trang điểm rất là đẹp, họ đến đảnh lễ Phật, yết kiến Phật. Mà 500 vị thái tử cùng với tùy tùng nữa, cho nên nó ồn dữ dội lắm. Thì lúc đó là ý kiến, thì Đức Phật á, ngài cũng tiếp những vị thái tử đó, mới vừa tiếp nói chuyện chút xíu thì ngài nhìn quay qua bên lợi, ngài thấy ủa chư tỳ kheo nó mất tiêu hết rồi. Cái ngài mới hỏi Ananda, ngài nói này Ananda, chư tỳ kheo đâu hết rồi? Thì ngài Ananda mới nói là các chư tỳ kheo đi vô trong rừng rồi, bỏ vô rừng rồi. À, cái Đức Phật ngài mới ngài biết là à, thì ra là thế. Bởi vì các ngài mới có bị tỳ kheo mà đắc mới đắc sơ thiền thôi, sợ hoại thiền ồn quá chịu không nổi. Cái người mà họ đắc mới sơ thiền đó ha, họ nghe âm thanh bên ngoài họ chịu không có nổi.
thấy mệt mỏi dữ lắm. Thì tự nhiên họ bỏ họ đi thôi. Thì Đức Phật Ngài nhìn, Ngài biết là những người này đắc sơ thiền, cho nên họ bỏ họ đi là đúng, chứ không sao đó. Thì một số những tỳ kheo mà đắc không có đắc thiền nó còn ở lại đó, thì Ngài mới nói nè, những vị nào mà chưa thấy chư thiên ở cõi đau lợi đó, thì nhìn những vị thái tử này nè, giống y như vậy đó. Những vị thái tử nó sắc tướng cũng giống y như chư thiên ở cõi trời đau lợi vậy đó. Cái đó là nói riêng, còn ở đây đó đang nói vấn đề mà sơ thiền đó, cái âm thanh đó nó là kẻ thù của sơ thiền. Cho nên vị nào đó đắc lên sơ thiền đó, chúng ta đó muốn gìn giữ cái sơ thiền đó, chúng ta phải tránh những nơi ồn náo, nếu không là chúng ta không bao giờ nhập vào sơ thiền rất dễ dàng đâu. Chừng ta chúng ta lên nhị thiền đó, cái tầm nó mất rồi đó, cái chữ tầm nó mất rồi thì không sao, chúng ta không còn khó chịu đối với cái ồn nữa. Mà chúng ta chưa có lên nhị thiền mà chúng ta mới ở sơ thiền thôi, mà chúng ta cứ lo tiếp xúc hoài thì không bao giờ trở lại sơ thiền được nữa đâu. Rất là khó, nó làm hủy hoại cái chi tầm đó. Mà hủy hoại chi tầm đó rồi muốn lấy lợi rất là khó, do cái âm thanh bên ngoài, ngũ dục, thinh dục nó tấn công. Nó đầu từ thinh dục nó tấn công, rồi sắc dục nó tấn công, những sắc đẹp này, rồi những cái lời nói, những cái khác, cảnh khí, cảnh tị, cảnh này kia đó, cảnh khí, cảnh thiệt cũng đầu nó tấn công dần. Cho nên khi mà mình biết mình lần đầu đắc được sơ thiền, bắt đầu tránh ở nơi cảnh ồn đi, dần dần để cho nó thuần thục sơ thiền, xong bắt đầu lên nhị thiền. Lên nhị thiền loại bỏ cái chi tầm, chi tứ rồi, lúc này nó không có sợ âm thanh nữa, không còn sợ âm thanh nữa. Cho nên đối với các thiền vô sắc á, hay là các thiền sắc giới cũng vậy đó, bất cứ bậc thiền nào cũng phải thuần tục năm pháp qua si, thì chúng ta mới có thể làm chủ được cái chi thiền đó. Còn nếu không làm chủ được, không có thuần tục sẽ không làm chủ được, mà không làm chủ được cái mấy vị sẽ không có vận dụng được như ý mấy vị được. Khi mà họ đắc những cái thiền vô sắc vậy rồi đó, bắt đầu cái họ luyện cái mà họ có thể là họ phận thần thông, tại cái tâm nó nhu nhuyễn lắm. Họ nghĩ trước mặt ở đây nè là hư không đó với họ. Họ đi xuyên tường, đi xuyên núi, đi được hết. Cái tâm của họ nhu nhuyễn lắm. Do cái tâm nhu nhuyễn thì nó kéo theo cái thân nhu nhuyễn luôn. Vậy đó. Cho nên cái tâm, cái thân mình ở đây nó bị chi phối bởi cái tâm, cái thân nó bị chi phối bởi tâm. Nó tâm mình nhu nhuyễn rồi, mình nghĩ như thế nào cái tâm nó sẽ đi như vậy, thuần tịnh như vậy đó. Lúc đó là mình xuất ra khỏi cái mà phi tưởng xứ, như khi mình nghĩ bức bức tường này nè là cái không gian, thì nó biến thành cái không gian đó, cho bị đó thì bị đó đi xuyên tường, mình thấy bị đó đi xuyên tường. Nhưng mà đối với vị đó là đi qua cái hư không, đi vào cái hư không thôi. Còn những vị mà họ thuần thục như vậy đó, họ lão luyện các casino, 10 casino luôn. Nào casino trắng, casino lửa, casino ánh sáng đó. Thì khi mà những vị nào muốn luyện được thiên nhãn, nó bắt đầu họ tu tập cái casino trắng và casino ánh sáng. Casino ánh sáng là như thế này nè, họ ở trong một cái phòng tối thật là tối nha, không có ánh sáng lọt vào, thì họ tạo một cái vòng tròn, phép một cái vòng tròn bằng cái đĩa nè, thì lúc đó có ánh sáng lọt vào đó, nhưng mà cái ánh sáng nó thông với bên ngoài, không có thấy cây cối gì hết nha. Bắt đầu họ nhìn, họ từ trong bóng tối họ nhìn cái ánh sáng này nè, lấy cái ánh sáng này là cái casino ánh sáng. Họ niệm trên đó ánh sáng đó. Bắt đầu dần dần các nimitta ánh sáng của họ xuất hiện ở đây, cũng luyện tới chuẩn bị thuận rồi cận hành tới an chỉ gì đó, dần dần cũng nhập vào cái casino ánh sáng đó. Thì khi mà casino ánh sáng họ luyện được đó, cái nó trong suốt rồi, nó trong vô cùng luôn,
Hoặc là quý vị không luyện cây ánh sáng thì phải luyện cây sinh nó trắng. Bởi vì cái niêm tam nó tương đồng với nhau. Nó trắng nó giống như vậy nè. Mình cắt một cái thành tròn đó. Mình dán trước mặt, mình tu tập anh cây sinh nó trắng, mình tập là anh cái cây sinh nó trắng. Mình cứ đọc màu trắng dần dần đó, mình cũng thành tựu được. Giống như các bậc thiền cây sinh ná. Tại vì cái cây sinh ná trắng và cây sinh ná ánh sáng đó, nó có niêm tá tương đồng với nhau. Nó làm cho cái khi mà lên tứ thiền và cây sinh ná ánh sáng đó, bắt đầu người ta nhìn tới đâu á, vận dụng cái cây sinh ná thôi. Như, tức là người ta tác ý cái trong đó, nó rộng lớn, nó đưa ra xa vô tận. Bắt đầu họ thấy rõ như gần đó, từ xa giống như gần đó. Thì cái đó gọi là thiên nhãn, họ luyện cái đó là luyện thiên nhãn đó. Họ dùng có thể họ nhìn vào động đất, hoặc là họ nhìn xuống long cung, họ có thể nhìn lên cõi trời, họ thấy hết. Khi mà những người nào họ luyện cái casino trắng đó, bắt đầu họ có thể nhìn vào một người khác, họ nhìn vào cái dòng hữu phần của một người khác đó, họ thấy là sự tái sanh của người đó trong kiếp quá khứ cũng như trong tương lai. Họ thấy ví dụ cái người đó chết xong rồi họ đi đâu á, họ nhìn họ thấy tái sanh ở cõi nào, họ thấy hết, do nhờ có thiên nhãn. Đó là luyện thiên nhãn đó. Khi mà luyện thiên nhãn thông á, thì sợ họ biết được cái kiếp quá khứ của chúng sanh. Còn túc mạng đó là biết quá khứ của chính bản thân mình. Túc mạng là sao? Mình cũng dùng cái niêm tá sáng đó, cái sinh ánh sáng, mình nhìn vào cái dòng ngũ phần bên trong. Cái dòng ngũ phần đó, nó nằm gần cái tim, nó không phải trong cái tim đâu, nó gần cho tim. Nó có một cái tia sáng bên trong đó. Tiếp cận gần đó, bắt đầu tiếp cận cái dòng ngũ phần đó, dòng ngũ phần nó rõ ra. Thì nó thấy từ khoảnh khắc của chúng ta, như bình nhật vậy nè. Như thời bình nhật, thấy rõ lui lại, thấy từng cái cuộc sống của chúng ta ngày hôm qua hôm kia, từ tới lúc sanh ra luôn, rồi tới lúc chết, rồi tới lúc tục sinh, lúc chết kiếp quá khứ, rồi thấy lui dần, thấy muôn ngàn kiếp trong quá khứ. Nó nhìn trên dòng hữu phần đó mà thấy mỗi một người con người đều có cái dòng hữu phần, nó diễn biến liên tục kéo dài cho đến tương lai luôn đó. Cho nên đó, mình nhìn theo cái dòng hữu phần đó, dùng cái ánh sáng của niêm tá nhìn lên dòng phần đó, nhìn lùi vào quá khứ, càng lâu dài càng vững chãi đó, thì đắc gọi là đắc túc mạng minh, hay gọi là sanh tử minh. Sanh tử minh là thấy sự tái sanh của chúng sanh khác, còn túc mạng minh là thấy sự tái sanh của mình, của chính mình. Rồi họ có thể dùng cái ánh sáng đó, họ nhìn vào cái tim của người nào người đó, họ thấy cái máu ở trong của người đó nó đỏ, họ biết người đó đang sân, đỏ mà đỏ bầm, họ biết đang sân. Họ nhìn thấy cái máu của họ đó nó trong như dầu đó, họ biết người đó đang tâm xả, tâm hỷ, tâm xả. Rồi họ thấy cái máu đó máu hồng, họ biết người đó là có tâm hỷ, tâm lạc, biết hết. Họ nhìn cái máu, thấy cái máu đó nó đỏ bầm luôn, họ biết người đó đang sân. Vậy đó. Cho nên họ nói trúng luôn. Rồi họ nhìn vào người đó, họ thấy là những cái tế bào ung thư này kia, họ biết hết, biết người đó đang bệnh gì. Rồi họ có thể nhìn vô, họ luyện cái thiên nhãn đó, họ thành nhìn vô nước đó, họ thấy từng cái hạt nước nó có vi khuẩn ở trong đó hay không, họ thấy hết. Đó là luyện về cái thiên nhãn thông. Luyện về thiên nhĩ đó, bắt đầu họ xuất ra khỏi tứ thiền á. Xuất ra khỏi tứ thiền nha, chứ không phải còn trong tứ thiền nha. Xuất ra khỏi tứ thiền, họ tác ý đến cái nhĩ căn. Cái nhĩ căn này nè, họ tác ý đến. Cái này là nói ngoài bài học rồi. Cái này nói thêm. Họ tác ý đến cái nhĩ căn, bắt đầu họ nghe nó từ cái nghe của những cái tiếng của côn trùng nó nhỏ nhất của loài chim là kìa, họ hiểu. Đặc biệt lắm, bởi vì cái tâm nó thuần tịnh rồi, nó đặt lên cái nhĩ căn cho nên nó nghe từ cái tiếng của chư thiên phạm thiên, nghe từ những cái tiếng của loài ngạ quỷ Atula như thế nào, họ nghe được. Xuất ra khỏi tứ thiền mới làm được nha, chứ trong tứ thiền đó, chúng ta tắt ý nghe là hoại tứ thiền đó, mình nhớ đó. Đối với sơ thiền cũng vậy, trong sơ thiền mà tắt ý đến nghe là hoại sơ thiền đó,
cho nên xuất ra khỏi tư thôi. Lên đến tứ thiền đó, bởi vì cái xả mình làm chủ được cái định rồi, thì mình dùng cái định đó hướng đến cái nhĩ căn, nó hướng đến cái nhĩ thức, nó nghe như thế nào, nó sanh lên nó nghe được hết trơn, làm cho nhĩ thức nó rõ, cái cảnh thinh nó rõ ra. Đó, cho nên cái người nào mà thuần thục bát thiền đấy, đắc luôn quả A-la-hán đó, thì họ sẽ thành tựu thuần thục bát thiền, mà luyện được các thần thông, luyện được các sinh ca sinh ná, vận dụng các thần thông thuần thục rồi, đắc quả A-la-hán luôn rồi, thì họ có thêm một cái thần thông đó gọi là lậu tận thông, tức là cái thần thông đó chuyển hóa như ý luôn. Họ có thể là họ đắc lên thần túc thông, ví dụ như họ có thể nghĩ đến cái hư không, họ nghĩ đến cái thân của họ có thể bay lên một cái, họ dùng cái tâm của họ phóng ra, họ thân cái thân này bay trên hư không đi vậy đó. Hoặc là họ có thể nghĩ cái thân này đó, nó hóa thành cái làn hơi sương, hơi khói, nó bay ra ngoài. Ví dụ cái người đó bị nhốt ở trong phòng đi, họ hóa thành cái làn hơi bay qua khe cửa nhỏ nhất vậy đó. Có những người ở trong quá khứ người ta luyện đến ngũ thông rồi, nhưng mà kiếp này họ không có luyện thần thông, kiếp này họ tu Vipassana, đắc lên của A-la-hán, thì các ngũ thông trong quá khứ đó nó sanh khởi lên trong lúc đắc đạo luôn, nó tương ưng với nhau, nó liên kết với nhau. Cho nên vị này đắc A-la-hán xong, đắc luôn ngũ thông luôn, đắc luôn đục thông luôn. Quá khứ họ đã đắc ngũ thông rồi, tại vì phàm phu đắc cao nhất là chỉ ngũ thông thôi chứ không có lục thông, hiểu không? Phàm phu á, quá khứ có những vị đạo sĩ người ta sống ẩn dật lâu dài đó, nó đắc lên cái ngũ thông, nhưng mà người ta không đắc được đạo quả. Thì kiếp này nó đắc đạo quả thì nó đắc luôn lục thông, mặc dù kiếp này không có tu thiền Samatha, nhưng mà do các thông quá khứ nó câu sanh lên, cái đạo quả là nó câu sanh lên. Cho nên vị đó có khi đắc đạo đắc luôn lục thông là vậy đó. Ví dụ như ngài Chu Lá Bạch Tha Cá đó, biết không? Chu Lá Bạch Tha Cá ở Việt Nam hay gọi là Chu Lợi Bằng Đặc vậy đó, Chu Lợi Bằng Đà vậy đó, hiểu không? Ta tên Bali rất là hay, Chu Lá Bạch Tha Cá. Chu Lá ở đây đó là cái con nhỏ, Bạch Tha Cá là con đường nhỏ. Chu Lá Bạch Tha Cá mà biết sao dịch sang tiếng Việt Châu Lợi Bằng Đặc. Chu Lá Bạch Tha Cá đó, khi mà ngài một câu kệ ngắn nè, ngài học 3 tháng 4 tháng ngọc thuộc đó. Ngài xuất gia mà ngài học có một câu kinh ngọc hoài không thuộc, bị anh của ngài là Maha Bạch Tha Cá đuổi, không cho đuổi về đời đó, không cho tu nữa. Thì lúc đó buổi sáng hôm nọ đó, tức là sáng mai đuổi ông về nha, sáng mai cuốn gói mà đi, anh trai tên là Maha Bạch Tha Cá đắc quả A-la-hán rồi, tới độ em trai, tới độ ông nội, dạy câu kệ 4 tháng không thuộc, tức qua đuổi về A-la-hán đó, đuổi về. Thì buổi sáng đó Phật ngài thấy ngài Chu Lá Bạch Tha Cá có khả năng đắc đạo ở A-la-hán, xong cái Đức Phật đó, ngài buổi sáng ngài đi kinh hành ở ngoài cổng chùa đó, thì Chu Lá Bạch Tha Cá bắt đầu đi về ra gặp Phật. Phật hỏi ông đi đâu vậy? Nói dạ con đi về, con xả y ông về. Đức Phật ngài nói nè, ông đến đây ông xuất gia đó với Như Lai hay là xuất gia đó với anh của ông vậy? Thì ông nói dạ con xuất gia Đức Phật chứ. Nói ủa vậy Như Lai đâu có đuổi ông đâu mà ông về? Đức Phật ngài nói đó, Như Lai đâu có đuổi ông đâu mà ông về. À vậy nhưng Đức Phật không đuổi con thì con ở lại. Mừng quá. À đúng rồi, nói chuyện hồi vui á. Bắt đầu Đức Phật khéo dẫn dụ mà. Cái mà ngài dẫn về cốc của ngài. Ngài nói ngồi ở đây đi. Ngài tạo thần thông một cái dùng cái khăn màu trắng đó. Đó ngài đưa, ngài nói đó, ngồi thiền đi, ngài dạy cho một người hành thiền. Nếu mà nhìn cái màu trắng đó nè, hành thiền đi, ghi nhận cái màu trắng đó. Rồi hành thiền cũng anapana rồi nhìn cái màu khăn màu trắng. Rồi xong ngài ngồi ở buổi sáng mặt trời nó rọi, một hồi đãi mồ hôi ra cái ngài lấy cái khăn ngài lao. Ngài nhìn một hồi, ngài thấy những tá sáng trắng lên nó hiện rồi nè.
quá khứ đã tu tập nhiều rồi, cái này nhìn cái khăn màu trắng đó, nó sanh lên liền, ấn tướng sanh lên liền. Thì ngài cũng coi có ấn tướng trong sạch rồi, nhưng mà mồ hôi nhễ nhại qua cũng lấy khăn lao lao, họ nhìn khăn đang thui hết hồn chưa, ủa chết mồ rồi, cái khăn nãy Phật cho bây giờ đen hết trơn rồi. Nhận ra vô thường, vô thường. Ngay lúc đó ngài nhận ra cái sự vô thường của ngài, nói cái khăn trắng gì mới đây mà sao nó biết đen à, vô thường thiệt. Bắt đầu ngài thấy tất cả mọi thứ nó vô thường, trong đây cũng vô thường luôn. Cái tâm lúc đó nó có cái tá, nó định định tốt rồi. Ngài nhìn vô đây mọi thứ vô thường, vô thường. Đức Phật ngài xuất hiện, ngài phóng nào qua, ngài nói vô thường, thân là vô thường, ngũ uẩn là vô thường, danh sắc vô thường, sanh diệt, mọi thứ sanh diệt. Bắt đầu ngài quán dần dần, tâm nó thanh tịnh dần dần, thuần khiết đi qua bên trong hoàn toàn, đắc a la hán luôn, đắc quả a la hán, đắc luôn các thần thông, đắc luôn lục thông. Bởi vì quá khứ á, ngài đã tu rất ngũ thông á, cái này ngài đâu đắc tu thiền định đâu, cho nên thiền định ngũ thông quá khứ nó câu sanh lên, nó đạo quả sanh lên, nó câu sanh ngũ thông lên luôn. Cho nên ngài đắc a la hán là ngài có đầy đủ lục thông, vậy đó trở thành một người thông minh. Thì tới 7-8 giờ, 8-9 giờ đó, bắt đầu cái thí chủ đến thỉnh chư tăng đi, thỉnh chư tăng đi bát. Nhưng mà ngày ngồi đó ngày tu tập rất là lâu nha, chứ không phải già, chứ không phải nhanh đó đâu, tu tập cho đến 8-9 giờ luôn đó, mấy tiếng đồng hồ đó. Thì ở trong chùa đó là có thí chủ thỉnh hết chư tăng chùa đi rồi, ngày lo ngày ngồi tu tập ngày đâu có đi đâu. Khi mà chư tăng đến nơi nhà đó để mà vừa thọ dụng buổi trưa đó, thì Đức Phật ngài không có dùng, ngài biết chư tăng chờ. Cái mọi người nó ủa sao Đức Phật ngài không dùng, Đức Phật ngài nói còn một vị tỳ kheo nữa chưa có kêu. Thì mọi người nó kêu hết rồi, Đức Phật nói còn một vị tỳ kheo nữa về chùa. Cái gia chủ đó kêu một người lính ở trong đó, một người đại tớ đó, kêu đến cái chùa đó kêu một vị tỳ kheo nữa. Thì đang giai đoạn đó ổng đã đắc a la hán không rồi, ổng ở chùa đó ổng bận thần thông, ổng quá ra 1000 vị chu lắp bạch tắc cá, một nào một vị đang lao nhà, một vị lăn vét sân, một vị đang làm đủ thứ chân. Thì cái vị kia đó, vị nô vị mà người ở đó về tới chùa họ thấy họ thất hồn luôn, ủa bây giờ cả 1000 vị giờ kêu ai, bây giờ chạy về nữa, nói mới là chạy về nó Phật bạch Đức Thích Tôn ở trong chùa, bây giờ cả 1000 vị chứ không phải một, mà cái 1000 vị biết sao giống hịch với nhau à. Cái Đức Phật ngài mới nói nè, chỉ cần kêu lên như nè, chu lá bằng tắc cá, vị nào lên tiếng, cả 1000 vị vị nào lên tiếng là lại nắm cái tay vị đó. À, cái ông vô 1000 người, ông đứng ở đó, ông để ý nè, ông kêu chu lá bằng tắc cá, thì trong đó có một vị lên tiếng đầu tiên. Vị lên tiếng đầu tiên thì mấy vị sao, 99 vị sao đó lên theo, tôi đây nè, tức là cái tiếng đầu tiên của tôi đây nè. Thì cả 1000 cái tiếng phía sau, 99,999 tiếng phía sau, tôi đây nè nói sao. Thì cái ông này ông phát hiện là cái vị đó nói trước, lại chụp tay ông đó kéo đi, thì tự động 999 người biến mất. Nắm cái người chủ chốt rồi, tất cả các người khác biến mất. Thì bắt đầu kéo đi về đến cái nơi, cái chỗ nhà đó để ăn thọ chay đó. Đó, thì lúc đó mọi người mới biết là vị này đắc quả A-la-hán rồi. Tức là ý nói ở đây đó là quá khứ đã luyện lũ ngũ thông rồi đó, kiếp này đắc đạo quả là câu sanh lên ngũ thông luôn, trở thành một vị A-la-hán lục thông, lậu tận thông, khủng khiếp như vậy đó. Cho nên quý vị có tu tập thần thông bây giờ nó cũng không có muộn, cũng không sao cả. Khi nào sau này mình đắc A-la-hán mình có luôn ngũ lục thông. Cho nên bây giờ mình tu tập không có thừa đâu, không có thừa, nó là bác ba mật sau này đó, chứ không phải là thời buổi giờ mấy cái thiền này mà tu trợ lo làm ăn kinh tế hay lo này kia, không, tương lai cuộc đời của mình về cái trí tuệ, về tâm linh của mình nên làm tích lũy cho ba mật sau này, để sau này đó mình có đắc lên là mình có đầy đủ. Nghe khoái quá ha. Thôi bây giờ tạm dừng đây đi, ai có hỏi gì hỏi. Thì cái hôm xưa con nghe sư nhắc đến một cái sáng, ngày hôm bữa con xem một hướng dẫn về những cái sáng thì con có thể tập kêu, mà con có thắc mắc là tại sao mà ví dụ cái casino trắng thì kêu nhắm mắt lại diện cái tương của nó là màu đen, cái casino nó đỏ hay là màu xanh? Màu đen đó là do cái tướng Parikamma chuẩn bị nó chưa có đủ sức mạnh của nó. Nếu mình thấy màu đen thì mình mở mắt ra mình nhìn tiếp tục nha,
nhìn tiếp tục vô casino trắng đi, mình đọc là màu trắng 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 trắng, tắt ý cái tục đế trắng trắng, mình nhắm mắt lại, nếu mà đen thì mở mắt ra nhìn tiếp tục. Chừng nào cái tâm mình đó nó tập trung nó rõ rồi đó thì nó hiện ra cái màu trắng lên. Lúc đầu đôi khi nó không trắng đâu, trắng ngà, trắng ngà, nó tướng chuẩn bị đó, nó trắng ngà. Dần dần cái tâm mình nó yên dần thì thấy trắng ra ngà càng rõ hơn nữa. Cho nên sẵn đây xin nói với vị luôn nè, đối với các casino đó, casino màu trắng với lại casino mà ánh sáng đó, chúng ta chỉ cần luyện một cái đủ rồi, không cần luyện hai cái, bởi vì cái nimitta nó tương đồng với nhau. Rồi casino hư không chúng ta không thể nào luyện trực tiếp lên để đắc sơ định, nhị định, tâm định, tứ định đâu, mà chúng ta phải muốn lên các thiền vô sắc thì chúng ta phải tu tập. Một là tu tập anapana, hai là tu tập trực tiếp lên casino, hoặc tu tập anapana lên tứ thiền rồi chúng ta chuyển qua tu tập casino, dễ đắc lắm, dễ đắc các thiền casino. Rồi từ casino đó chúng ta qua hư không rất là dễ, không cho biên xứ, thức cho biên xứ như nhảy dạy đó rất là dễ. Cho nên 40 đề mục thiền là chúng ta bỏ, loại bỏ một cái đi, gọi là cái thiền casino hư không, loại bỏ ra một. Và chúng ta loại bỏ một cái casino nữa là cái casino màu trắng hoặc là casino ánh sáng. Hai cái đó chúng ta tập một cái đủ rồi, không cần phải luyện hai. Cho nên nó còn 40 đề mục chỉ còn có 38 đề mục thôi. 38 đề mục để tu. Đức Phật Ngài dạy 40 đề mục, nhưng mà chúng ta phân tích lại thì còn 38 đề mục thôi. Bởi vì casino trắng và casino ánh sáng nó tương đồng, luyện một cái là đủ. Rồi casino hư không không thể nào tập lên cái lên đắc lên sơ thiền được, loại bỏ nó luôn. Đối với thần thông đệ nhất hay là trí tuệ đệ nhất cũng vậy luôn. Ví dụ đối với Ngài mà Xá Lợi Phất á, khi một người ta hỏi một vấn đề đó, là Ngài biết liền. Nó nhanh như vậy là cái trí á, cái trí nó làm việc nhanh lắm. Người ta hỏi chưa xong là Ngài đã biết cái kết quả phải nói như thế nào rồi. Tức là ta mới hỏi mới mà mình nửa câu là Ngài biết rồi, biết hỏi gì rồi và cái kết quả nó sẽ đáp ứng trả lời như thế nào. Cái trí nhạy như vậy đó. Còn có những vị mà A-la-hán khác, ví dụ nghe hỏi đó, mình phải suy nghĩ một hồi nó mới trả lời vậy đó. Cái đó là gọi là trí tuệ nó hơi chậm chút rồi. Lúc mà con cái buổi đầu tiên, lúc con học con học cái buổi lớp thì từ và nó cái casino trắng, thì lúc đó con cảm giác là khi mình giải tâm từ thì khó phải mình khi điều casino trắng sáng thì mình thấy ánh sáng đó và mình truyền cái ánh sáng đó cho mình bước mình truyền phải được cũng được nữa, được luôn. Mình nhập vô cái casino đó của sơ thiền đó. Nếu mà có sơ thiền cũng được, mà chưa có sơ thiền cũng được. Mình có cái casino đó đó, cái ánh sáng đó thôi. Mình có thể mình nhập vào đó, mình trải tâm từ đi, mở rộng cái ánh sáng đó rộng ra. Mình trải được tâm từ ra cũng được. Xin cho con hỏi là khi mà đi con trải tâm từ thì cái nguồn ánh sáng nó nằm ở đâu? Không. Mình đừng có để ánh sáng trên đó. Tức là mình đừng có tập trung nha, nó có thì kệ nó, đừng tập trung trên đó. Khi mình trả tâm từ đó, thực sự nếu mà hồi nãy đi sư giải thích cái câu nãy lại nè, khi mà cái người mà đắc lên sơ thiền đó thì nó mới có đủ cái lực của tâm từ. Còn chưa đắc sơ thiền thì cái lực tâm từ nó chưa có đúng nghĩa của nó. Tại đắc lên sơ thiền đó thì nó ly dục rồi, thì chúng ta dùng cái năng lực sơ thiền đó chúng ta trải đi nó mới có kết quả. Tại vì trong các sơ thiền như thiền tâm thiền nó có những cái mà nó có cái ngủ ngầm của tứ vô lượng tâm ở trong đó. Cho nên vô sơ thiền mình có thể phát triển cái từ tâm từ rất là đều được. Còn cái trường hợp hồi nãy nói đó, khi trải tâm từ mà mình có cái ánh sáng đây đó, cái đó là mình chưa có nhập định được. Thì cái đó là mình phải trải cho mình trước. Tức là mình thấy cái lực từ của mình nó chưa có đủ, tức là cái tâm mình nó chưa thật sự trong sạch.
là cũng đồng nghĩa cái lực từ của mình nó chưa có trong sạch đâu. Cho nên mình phải trả cho mình, trả cho mình một lúc là nguyện cho tôi đó, đừng có sân, đừng có khổ sân, đừng có sân, tức là đừng có khổ não, đừng có sân hận, được sự bảo hộ, được sự bình yên hạnh phúc, được sự an vui hạnh phúc, nguyện cho tôi, nguyện cho tôi. Thì cái tâm đó là lúc một lúc nào đó đó, cái tâm mình nó trong sạch trở lại. Nhưng mà mình giữ một cái trạng thái tâm thôi nha, giữ một cái trạng thái tâm, mình nguyện liên tục cho mình nó cái trạng thái tâm nó càng ngày càng trong sạch, trong sạch. Mà thấy nó vắng lặng rồi đó, vắng lặng thiệt rồi đó, nó không có bị chao động, tức là nó lên mức độ mà có thể là hỷ lạc nó có rồi đó. Nhưng mà mình đừng có bắt cái hỷ lạc, mình giữ cái tâm mức đó, ở thái độ xả trong sạch đó, bắt đầu mình chạy cho cái người tiếp theo. Thực sự khi mà cái tâm nó vắng lặng gì đó, nó cũng có cái ánh sáng xuất hiện đây, nhưng mà đừng để ánh sáng, đừng để nó cái ánh sáng đó. Bắt đầu cái tâm mình nó yên rồi, bắt đầu mình nó chạy cho cái người đầu tiên mình cung kính đó, thì cái lực nó bắt đầu nó đi tới. Lúc đó là mình cái trường hợp này là mình không có cũng có thiền, nhưng mà là mình đi lên cái lộ trình dần dần để nhập vào tâm từ, hiểu không? Trả tâm từ có nhiều cách lắm. Đây là cách tu tập không nương ở sơ thiền như thiền tâm thiền, mà mình phát triển lên dần dần cái tâm mình nó đi đến nhập vào tâm từ, định của tâm từ thật, trạng thái của ly dục. Như cách vừa hôm xin nói đó, các đối với người thứ nhất là mình trả cho, đầu tiên là mình trả cho mình trước, sau đó mình trả cho cái người mình cung kính kính trọng, rồi lần lượt những cái người cái tiếp theo dần dần lên đến mà chạy hết chúng sanh đó, thì tâm lúc đó nó nhập vào định của tâm từ, nhập vào định tâm từ đó, thì cái trạng thái của đó nó trong sạch lắm kìa, nó trong sạch, nó trong sạch mà con mắt thứ ba nó mở ra, cái thần nhãn của chúng ta đó nó mở ra, nó trong suốt luôn. Và lúc đó chúng ta mở cái lực tâm từ nó rộng lớn, rộng vô biên, rộng hoài luôn. Thì cái đó nhập vào như vậy đó, chúng ta không có còn nghe bên ngoài nữa, sắc thanh hương vị xúc khắc không còn, thức không có khởi ở trên năm cảnh nữa, cái thức á. Thì đây là tu tập định tâm từ theo cái từng bước. Còn tâm từ nếu mà ai đắc sơ thiền đó, mình có thể trong cái sơ thiền đó mình triển khai cái tâm từ ra. Tại vì trong cái sơ thiền nó không còn phiền não, cho nên dễ triển khai cái lực từ phát triển lên, hiểu không? Cái hỏi gì nữa không? Câu là cái gì thì cái gì là mình có thể tu thì tu cảm thụ không để mình cảm thụ chưa? Lúc mà mình tu đang cái giai đoạn phát triển lên cái định tâm từ trả cho từng người đó, lúc đó nó có hỷ, nhưng mà đừng có bắt cái hỷ đó, hỷ nó chưa có là gì hết trơn, nó chưa đủ lực, nó chưa vững, tại vì tâm mình nó chưa có định, chưa đi đến cái định, cho nên cái hỷ đó nếu mình bắt cái hỷ đó thì nó lọt qua thiền vipassana, nó không phải là thiền của an chỉ định của tâm từ nữa, nó không phải là thiền của tâm từ. Thì mình mình bắt vô cái hỷ đó thì mình chảy đi, nó lực nó không có đủ, nó chưa ly dục, nó chưa thoát ly bởi sắc thanh hương vị xúc, cho nên mình đừng có bắt cái hỷ đó, mình giữ cái tâm trong sạch đi, thì cái hỷ đó nó vẫn còn đó, nó càng mạnh, lạc nó càng mạnh. Cho nên ngay cái trạng thái này mình chỉ bắt giữ cái tâm thái độ xả thôi, thì cái hỷ cái lạc đó không có lạ gì chứ, mình giữ cái thái độ xả để khi nào nó ly ngũ dục hoàn toàn, nó nhập vô cái trạng thái của định tâm tự, nó mở ra một cái mà thần nhãn đó. Nhưng mà trong quá trình đó nó cũng đi qua từng giai đoạn người nha, từng lớp người. Khi mà lên tới trải cho chúng sanh nó mới nhập vô định được. Đến cái giai đoạn mà trải cho khắp tất cả chúng sanh, lúc đó không còn chấp đối tượng nào hết trơn á, thì lúc đó nó mới nhập vào định tâm từ. Nhưng mà luôn luôn giữ thái độ xả nha. Mình giữ tâm ở thái độ xả, mình sẽ không bắt kinh hỷ, mình không bắt kinh lạc. Nhưng mà hỷ lạc nó vẫn có ở đó, nhưng mà mình không có bắt kinh nó. Do vậy mà nó xu hướng nó dần dần đi đến nhập định. Cần mình bắt kinh lạc, bắt kinh định thì trạng thái định nó dừng ở đó, nó không lên định nữa, nó không đi đến nhập định được, hiểu không? Vậy thưa sư, tôi hỏi là Thì họ lên trời họ hết rồi thì họ
ví dụ như là nếu mà trường hợp mà họ được lên sau biết nhất mà có vi cô hành về giải pháp á, và xe thì khi họ gọi là khi họ đi được với lại những cái thành phần họ đã, nhưng mà lên một trường hợp nhà ví dụ như là đua xe khai á xuất sư mà mình có tự con sau đó mình lên mình về họ trường đủ nhiều sau mình lại xuống và sau đó đúng rồi, có ví dụ có những người ta đắc lên tới tứ thiền á, thì tần lĩnh các casino ta có thần thông đầy đủ, thì khi mà hết tuổi thọ ở đó đó họ sẽ sanh về cõi tứ thiền. Nếu mà họ là người phàm nha, họ sanh về cõi tứ thiền, sanh về cõi quảng quả thiền. Trong tứ thiền nó có 7 cõi, 5 cõi dành cho bậc A-la-hàm và A-la-hán, còn 2 cõi thấp hơn dành cho phàm phu là cõi quảng quả và cõi vô tưởng. Cõi vô tưởng như ngày hôm trước sư có nói rồi biết không, vô tưởng đó, cõi quảng quả là cái người mà có các năng lực, có chánh kiến đàng hoàng đó, mà phàm phu họ sanh vào cõi quảng quả đó, tức là cõi quảng quả tuổi thọ rất là lâu dài, hết tuổi thọ đó đó, hết tuổi thọ cõi tứ thiền họ tuột xuống cõi tam thiền, chứ không có tuột xuống những loại người. Rồi hết tuổi thọ tâm thiền họ rơi xuống cõi nhị thiền, hết tuổi thọ cõi nhị thiền họ rơi xuống cõi sơ thiền, hết tuổi, nhưng mà cái quá trình rơi xuống nó trải qua lâu lắm. Hết tuổi thọ cõi sơ thiền họ rớt xuống loài người, rớt xuống loài người. Khi rớt xuống loài người đó họ thường, thường những người đó họ cũng trong sạch lắm nha, tại vì họ nhiều kiếp ở trong sạch ở trên đó rồi. Thường thường chúng đây cái tâm của họ ít có bị nhiễm ngũ dục lắm, ít có bị nhiễm ngã dục lắm. Rồi họ về gặp cái điều kiện tích hợp với này đó, tu tập đó, họ sẽ tu tập tiến bộ lên, họ tu tập lên cũng đắc các phần thiền trở lại. Có khi có người họ gặp đủ duyên họ đắc tiếp, có khi trong cái thời gian mà họ từ ở trên cõi tứ thiền đó cho xuống nhị thiền đó, họ trải qua cái giai đoạn đó họ gặp giáo pháp của Đức Phật, rồi Đức Phật giáo hóa họ đắc sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả cũng có rất là nhiều, nhiều lắm. Tại vì ngay cả Đức Phật đó, ngày đầu tiên đó, ngày chuyển bánh xe tánh pháp đó, chuyển pháp luân đó, là chư thiên nó tới 800, nó 80 tỷ chư thiên phạm thiên đắc đạo quả, khủng khiếp vậy đó. Biết đâu mình lên trên đó mình tự nhiên mình sau này mình gặp Phật Di Lạc, Phật Di Lạc ra đời đó, cái mình nó chấn động qua đi cầu mà ngài thuyết pháp hào quang soi khắp cả vũ trụ này, tự nhiên lúc đó dùng thần thông bay đến nghe pháp đắc đạo quả vậy thôi à. Cho nên đừng có sợ, nếu mà tại vì á, từ đây cho đến hết cái quả địa cầu còn một vị Phật nữa, mà vị Phật Mít Tây Giá, trong thời gian mình lên trên đó là mình chắc chắn mình sẽ gặp Phật Di Lạc. Đừng có lọt vô cõi vô sắc được rồi, cõi vô sắc không có tu được tại vì không có thân này, nhưng mà lọt vô cõi á, từ sơ thiền lên tứ thiền thì chắc chắn sẽ gặp Phật Di Lạc ở đời. Tại vì ngài thành đạo là cả vũ trụ này chấn động, chư thiên chư phạm thiên biết hết, là người không biết thôi, là người ai gần đó thì biết, ở xa thì không biết đâu, chỉ biết quả địa cầu chấn động mà không biết vụ gì xảy ra, nhưng mà chư thiên phạm thiên biết hết. Cho nên các ngài đó đắc đạo quả, các ngài đến ngài nghe và ngài biết, các ngài biết Phật ở đời và các ngài đến nghe pháp mà đắc đạo quả khủng khiếp lắm. Không, mình nên nhập vào trong đó rồi mình giữ một cái điểm ở trong trạng thái thiền đó, một điểm duy nhất, giữ được bao lâu thì nó duy trì bấy lâu. Còn mình chưa nhập đó, làm sao mình phải giữ, chưa nhập vào sơ thiền phải giữ cái nimitta đừng có mất. Lúc nào cũng phải nhớ nó trơn, lúc nào cũng niệm cho nimitta giữ trước mặt cho trơn đó. Còn nhập vào rồi là không có giữ nữa, mà giữ ở trong cái trạng thái đó, đặt trên tâm một điểm nào đó thì nó thì duy trì cái trạng thái sơ thiền nó lâu, tùy ý của vị đó. Vị đó giữ bao lâu thì cái trạng thái sơ thiền lâu bấy nhiêu thôi. Khi mà mình muốn giữ 2 ngày 3 ngày thì định ra để làm cái gì, tập cái
không, mà cái đó, mình giữ nguyên tắc trước mặt đây là lúc đó mình chưa có nhập vào định, chưa có nhập vào sơ thiền, vẫn còn cái ấn tướng trước mặt mà cái ấn tướng nó chưa có vững nữa. Chừng nào cái ấn tướng của ánh sáng đó, nó vững, nó kháng kích với cái điểm xúc chạm đây nè, nó kháng kích luôn. Ví dụ nó thu từ nó lớn mà nó thu dần mà nó ghim chặt với cái điểm xúc chạm nằm ở đây nè, nó ghim chặt luôn, nó không lay động nữa. Thì lúc đó đó mình, lúc đó toàn tâm toàn ý mình ở trên cái điểm xúc chạm đó, gần với cái điểm tá đó, toàn tâm toàn ý mình hay biết trên đó luôn, mình không biết cái gì khác đâu. Thì lúc đó đó mình chìm vào cái dòng cái niệm tá đó, nó chấn động cái, nó rung động cái, nhập vào sơ thiền. Thì khi nhập vào trong đó đó, mình không còn biết cái thân này nữa, xung quanh mình chỉ là một cái ánh sáng màu trắng nhẹ nhàng vậy đó, mà nó có đầy đủ hỷ lạc định đầy đủ trong đó. Thì trong cái trạng thái đó đó, mình còn cái tâm thôi, mình giữ cái tâm, mình giữ một điểm trên cái tâm đó, mình giữ hoài thì cái trạng thái nó còn lâu dài hoài. Cái đó chưa phải là nhập vào định tâm từ. Nhập vào định tâm từ nó trong vắt luôn, nó trong như ban ngày, nhưng mà không phải cảnh sắc này, nó trong suốt. Vừa rồi cô có dự cái đó là cái buổi cái tiền tâm từ không? Mình phải theo từng tự của từng đối tượng. Đầu tiên gãi cho mình, sau đó rải cho cái người cung kính, mình cung kính đó, mà người đó là phải còn sống, người đó chết rồi không có được, người đó phải là người khác đồng phái với mình, người đầu tức là cái người mà mình cung kính nhất. Cái đối tượng nó rất quan trọng. Khi mà cái đầu tiên rải cho mình để tâm nó thanh tịnh nha, chừng nào mình thấy cái tâm mình nó lắng động thật là nhiều đó, mình sử dụng cái tâm đầu thanh tịnh nó bắt đầu rải cho cái người mình cung kính nhất. Rải cho người cung kính nhất thì mình thấy cái lực từ nó chảy đi thật, chảy đi rồi bắt đầu mình mở rộng cái lực từ xung quanh mình, xung quanh. Khi nó xung quanh rồi đó, bắt đầu trong quá trình xung quanh đó, mình chảy đến một cái người nữa, cái người mà mình không thương không ghét, rồi mình chảy đến cái người mà mình ghét, rồi chảy đến cái người kẻ thù, dần dần từng mức độ đó, mà mình tâm mình không có trao động vẫn thanh tịnh đó, thì lúc đó nó cũng có hỷ có lạc sanh lên, nhưng mà đừng bao giờ bắt cái hỷ, luôn luôn giữ tâm ở thái độ xả mà chảy đến đối tượng đó, tâm mình nó không rung động gì chứ nó trong sạch. Dần dần mình chảy mình mà cái lực từ mới kéo dài xung quanh nó chơi, nó phủ xung quanh nó rồi, lúc đó đó mình chảy đến tất cả chúng sanh. Khi mà chảy đến tất cả chúng sanh thì ngay lúc đó cái tâm mình nó thái độ xả mà không dính mắc cho chúng sanh nào hết trơn đó, nó đã nhập vào trạng thái. Nếu mà nó có đạt được ly dục nha, tâm mình không có hề hay biết trên sắc thanh hương vị xúc, cho nên nó nhập, nó ly dục, nó nhập vào định, nó trong suốt hoàn toàn. Một cái mà cái thần nhãn nó mở ra trong vắt, nó vắng lặng, nó yên. Thì trong đó đó mình mở rộng cái lực từ của mình ra, rộng mênh mông, hướng trên hướng dưới này kia đầy đủ. Thiền gì? Đang nói thiền gì? Sơ thiền ha? Mình đầu tiên á, mình để cái tâm ở đây nè, cái biết của mình ở đây liên tục, dần đó mình thấy mình sống chung với hơi thở ra, hơi thở vào rất là dễ.
nó không cần phải đi tìm hơi thở, bắt được cái hơi thở ra vào, rồi dần dần mình dò trên cái dòng cái hơi thở ra hơi thở vào đó, nó có một cái điểm xúc chạm rõ nhất. Chứ không lẽ mình cứ dao động trên cái luồng thở ra thở vào thì nó vẫn còn di chuyển chuyển động, nó không có yên. Dần dần mình mới đặt một cái điểm nào rõ nhất ở trên cái luồng hơi thở đó, một điểm nào thôi. Tại thường á, mình thở ra thở vào mà nó thuần thục rồi nó nhẹ nhàng tự nhiên, mình sẽ thấy có một điểm xúc chạm ngay chỗ đây. Mình thấy một điểm xúc chạm đây. Khi đó đó mình nắm điểm xúc chạm đó, một xúc chạm rõ nhất ở trong cái hơi thở. Mình nắm nó được, nó nhẹ nhàng đi tới, là mình nắm nó được thì tự nhiên thấy tâm mình nó càng nhẹ, thật là nhẹ. Thì nó càng tăng tốc lên. Thì nắm nhảy, hãy nắm cho vững nó đi. Thì nó tăng tốc kệ nó, nắm cho vững cái điểm xúc chạm đó. Thì nó càng mạnh lên và lạc nó càng rõ lên. Nhưng mà không có quan trọng nắm bắt cái điểm này. Bởi đây là nhân, hỷ lạc là cái quả. Mình cần luyện cái nhân chứ không phải mình lấy cái quả. Quả, cái nhân mà mỹ mãn thì quả nó mỹ mãn. Tức là cái nhân của mình bắt cái chân điểm chạm nó vững đó, thì cái hỷ cái lạc nó càng viên mãn của nó, tâm nó ghim chặt ở đây luôn. Hỷ nó sanh lên càng mạnh thì nó chế ngự cái gì, chế ngự cái sân, mà lạc nó sẽ càng mạnh để chế ngự cái phóng dật. Cho nên sân là phóng dật nó không còn chạy nhảy thì bắt đầu tâm mình nó yên ở chỗ này luôn, nó càng vững trên đó. Thì lúc đó cái niết bàn nó xuất hiện rõ trước mặt chị nè. Đó, lúc đó nếu mình giữ cho cái điểm xúc chạm mình không vững rồi mà, nếu ta nó dao động tới lui, dao động lên xuống, dao động nhích tới nhích lui, dao động này vẫn còn yếu, cho nên mình giữ cái điểm xúc chạm cho nó vững đi, thì cái càng ngày đó, sự dao động nó không còn nữa, mà nó kháng kích trên cái điểm xúc chạm. Điểm xúc chạm đây, cái ánh sáng nó kháng kích trên đây, ghim với nhau, nó kích ghim với nhau nè, nó kháng kích với nhau luôn. Mình thấy cái ánh sáng này nó không lay động, nó rõ như mặt trời đó, nó sáng như vậy đó, mà nó không lay động nữa. Thì mình chìm vào cái ánh sáng đó, mình chìm cái tâm của mình đó ngay từ lúc chạm đó. Lúc đó là toàn tâm toàn ý của mình, lúc đó là mình đâu biết chỗ nào khác đâu. Thì mình chìm vào cái những cái tá ánh sáng đó, là nhập vào sơ định. Cái hơi thở mà đó với thiền định đó nha, hơi thở là mình luôn luôn tục đế nó mới đi lên thiền định được. Tức là cái thở đỡ ra vào nó có sự nhận thức của tục đế mà bên ngoài đó, nhận thức ở đây nè, tục đế mà mới lên được sơ thiền. Còn cái hơi thở mà chân đế nó đi vào bên trong danh sắc, nó thành hơi thở chân đế, thì hơi thở chân đế nó không bao giờ đắc lên sơ thiền được. Hơi thở có hai loại, hơi thở tục đế và hơi thở chân đế. Tức là hơi thở chân đế là sao, nó đi vào bên trong danh sắc, nó tương tác cái danh sắc, tạo cảm giác nhẹ nhẹ dao động cái này cái kia, thì cái đó là hơi thở chân đế rồi. Còn hơi thở tục đế nó là một cái điểm xúc chạm của hơi thở, thở ra và nó tạo một, gặp một cái tâm ở đây nè, đụng cái tâm đó, tạo cái điểm xúc chạm thì chính cái điểm xúc chạm đây là tục đế. Mình giữ cho cái đó càng vững thì cái sự tập trung của mình nó càng rõ càng mạnh, tâm càng định càng cao. Cho nên bắt tục đế đó mình mới lại nhập định được, nhập sơ định, nhị định, tam định, tứ định. Còn bắt chân đế giỏi lắm thì chỉ lên cái cận định thôi, không thể nào nhập định được. Không, không phải tưởng tượng đâu, nó chạm thật. Tại vì không, trên đây thì nó thành cảm thọ rồi, nó điểm xúc chạm giống như cái cửa đi. Một người đi qua cái cửa đó, nó chạm chỗ đó, nó không chạm cái cánh cửa hay là thành cửa, nó không chạm mà nó chạm đến giữa vậy đó. Tại vì tại sao mình biết được, có cái tâm mình biết, tâm mình biết đụng với cái gió, cái tâm mình biết cái sự chạm đó, cái gió nó chạm vào cái tâm thì có thấy được cái xúc chạm đó. Cái tâm mình nhận thức được cái đó nó vi tế lắm, cho nên nó không phải dễ đâu. Chính vì đó mình sẽ nói là mình phải đặt cái tâm mình đây đó lâu ngày đi.
lâu ngày nó ở đây được rồi nó mới thấy được địa xuất chạm đó. Tại bình thường cái tâm mình nó nhảy tùm lum trên nên mình đâu có thấy được địa xuất chạm đâu. Chừng nào cái tâm mình tích lũy nó ở đây rồi, vững rồi, nó thấy được xuất chạm rất là rõ. Tại vì nó tế quá đi, rất là khó nhận thấy được. Cho nên mình luyện các tầng thiền của Anapana đó, mình có thể luyện được cái Kasina dễ lắm. Còn bây giờ mình mà không có Anapana đó, mình luyện Kasina mình dễ bị tưởng loạn tưởng lắm, rất là nguy hiểm. Tại vì ngày nay đó, mình tâm mình đâu có định đâu, đâu có tịnh đâu. Mình không giật đủ thứ chứ mà luyện Kasina trực tiếp rất là nguy hiểm. Cho nên tập Anapana đi là cái con đường mà gọi là nó không có bị những cái trở ngại khác, nguy hiểm khác. Di đằng nô nha, di đằng hộ tu su khi ta hôn tu nha ta vô. Di đằng nô nha, di đằng hộ tu su khi ta hôn tu nha ta vô. Di đằng nô nha, di đằng hộ tu su khi ta hôn tu nha ta vô. Do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thăng bằng quyến thuộc đã qua giảng, cầu mong cho các vị ấy thành được sự yên vui. Do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị.